Đây là con, một game thủ chính hiệu, kỹ năng cũng thuộc dạng đỉnh cao, chỉ tiếc là nói hơi nhiều nên bị quái và cho chưa kịp tung chiêu. Đột nhiên cậu gặp được một cô gái là Frona. Cô đến tìm con là để nhờ cậu một việc. Với máu mê gái trong người thì tất nhiên đâu có thằng nào lại đi từ chối. Cậu sau đó đã cùng ngồi trò chuyện với cô và cho biết bản thân là một con người có trách nhiệm. Và không chỉ trong game mà cả ngoài đời nữa. Thế là cô bật mí luôn việc cô muốn nhờ cậu là ở ngoài đời. Cậu hí hửng vui mừng vì nghĩ là sau gần 20 năm độc thân thì giờ đây cậu đã có thể biết được mùi có bạn gái là như nào. Cô hy vọng cậu sẽ giúp được cô. Vì nếu cậu giúp được thì cô sẵn sàng trao đi một thứ rất quan trọng. Cậu sau đó đã hỏi cô định gặp cậu ở đâu thì cô cho biết cả hai sẽ sớm gặp nhau. Thế là bất thình lính con bị rơi xuống, ở một thế giới nọ. Người kiếm sĩ đang nhận nhiệm vụ bảo vệ cô công chúa đây chạy trốn. Nhưng hai chiếc xe tăng hiện đại đã đuổi theo và thả lính ra để bao vây nhóm của họ. Vị kiếm sĩ và người của ông đã đứng ra bảo vệ công chúa nhưng chỉ huy địch đã sớm cho người xử hết đồng đội của ông và chỉ còn lại mình ông và công chúa. Hắn biết ông là kiếm thánh lên và vì tôn trọng ông nên hắn sẽ để ông sống với điều kiện giao công chúa ra, ông đã từ chối và chuẩn bị đấu tay đôi một trận với hắn. Bất thình lình thì con với chiếc ghế của cậu rơi thẳng xuống đầu tên chỉ huy bên kia. Lên đã nhanh trí đưa công chúa chạy đi nhưng cô muốn ông cứu cả con nữa, thế là ông quay lại ném dây rồi kéo cậu đi theo. Cậu sau đó liên tục bị hỏi tới tấp rằng cậu là ai và từ đâu đến rồi ánh sáng ban nãy mà cậu xuất hiện là gì, nhưng cậu mới là người cần hỏi rằng đây là đâu. Cậu nghe ra một cái tên lạ hoắc và nghĩ có khi bản thân đang mơ, một cô bé đi đến và đấm cho cậu một cú để cậu nhận ra đây không phải mơ. Cậu định đánh trả thì bị lên đe dọa vì đây chính là công chúa Piria. Cậu không tin công chúa là cô nhóc bạo lực này vì công chúa giống cô gái đây hơn. Nhưng đây là Maria, hầu gái của công chúa và đây không phải gái mà là cháp để chắc chắn thì maria cho cậu sờ bên dưới luôn khiến cậu mất hết lòng tin vào cuộc đời này đã rơi vào tình thế khó hiểu mà còn gặp thêm mấy người kỳ quặc trong lúc đó tên tóc xanh ban nãy đã trở về báo cáo với chỉ huy về việc nhiệm vụ thất bại do hắn bị một tên lạ mặt rơi trúng đầu nhưng hắn kể như thể bản thân bị đánh bất ngờ nên mới thua thế là tên chỉ huy muốn xem thử kẻ nào có thể đánh bất ngờ được tên tóc xanh này trong lúc đó con biết được việc lên đang hộ tống công chúa đến lễ cưới với nước láng giếng để kết đồng minh và có vẻ đám tấn công họ là phiến quân nổi loạn. Cậu nghĩ công chúa nhiều tuổi hơn cậu nhưng cô bé mới có 8 tuổi, cậu cho rằng đây là phạm pháp nhưng cô chúa bảo là cô ổn. Họ sau đó vẫn muốn làm gì đó để trả ơn con nên cậu đã quyết định nhờ họ mua cho cậu một đôi giày. Cả nhóm sau đó đã vào thị trấn và đến một cửa tiệm để mua giày cho con. Do ai nấy đều chọn cho cậu toàn đôi trời ơi đất hỡi nên cậu đã mạnh tay chọn luôn đôi đất nhất trong tiệm và đôi cậu có được trông khá là hầm hố. Đột nhiên lên cảm nhận được có kẻ bám theo nên đã ra hiệu cho con chuẩn bị chạy. Cả nhóm sau đó chạy vào một con hẻm và tập kích lại hai tên bám đuôi, địch sau đó tràn ra buộc lên và Maria phải đứng ra đối phó. Còn con thì ở lại đây canh chừng công chúa. Cả nhóm sau đó đã theo lên đến đường cống ngầm và lần mò ra được rìa thành phố. Tuy nhiên nơi này hơi lạ khi không có lính canh, con không muốn mất thời gian nên đã chạy ra kiểm tra thử và gọi cả nhóm ra theo. Tuy nhiên họ vừa ra thì tên chỉ huy bên kia đã xuất hiện. Hắn là Eric và hắn mạnh hơn tên mà con đã hạ trước đó. Maria và Len đã đứng ra đối đầu với hắn, hắn tự tin đối phó với Len và kích hoạt thanh kiếm để đánh bay ông và Maria trong một đòn. Con cũng bị hắn vung một kiếm đánh hạ, hắn thấy thất vọng vì cứ nghĩ con sẽ mạnh hơn một chút. Hắn sau đó tiến đến công chúa thì con đã tiếp tục đứng lên mà không bỏ cuộc, không phục sự cố gắng của cậu nên Eric quyết định tung chiêu mạnh hơn. Nhưng khi hắn đứng vận chiêu thì con đã đi đến sút thẳng vào hạ bộ khiến hắn bất tỉnh và đưa cả nhóm rời đi lên không ngờ cậu hạ được cả tên khó nhằn như eric thì cậu thấy nó cũng bình thường cậu cũng đã thó luôn cây kiếm xịn sò của eric để sau này dùng đến công chúa piria thì quyết định từ giờ sẽ bổ nhiệm con làm hiệp sĩ cho cô luôn và cậu không được quyền kháng lại vì lên sẵn sàng tiễn cậu đi nếu cậu kháng lệnh nhưng cậu nhất định phải từ chối bằng mọi giá vì không muốn làm người hầu cho con nhỏ này vài ngày sau eric đã tỉnh lại và nhớ ra việc bản thân bị con sút vào thằng nhỏ bác sĩ sau đó đến báo tin buồn là họ đã phải cắt bỏ một bên của eric Nghe tin hai viên ngọc giờ chỉ còn một khiến Eric rất cay cú mà thể sẽ trả thù con. Trong lúc đó, con vẫn cầu nhau về việc cậu không muốn làm người hầu cho con nhóc công chúa này. Dù cho đó có là lệnh chính thức, cậu cho rằng việc của bản thân lúc này là tìm cách trở về thế giới cũ. Nhưng lên cho rằng cậu giờ còn chưa có tí manh mối nào về việc đó nên chi bằng đi chung với nhóm của ông cho rồi. Có điều công chúa muốn cậu phục vụ cô thì cô sẽ bao cậu ăn mặc. Cậu vẫn từ chối vì bản thân cậu cũng có lòng tự trọng của mình. Chẳng ai cản con rời đi vì lên vẫn muốn họ tiếp tục đến kinh đô và né tránh phe phiến quân bằng mọi cách có thể. Eric lúc này đã trở về hàng ngũ và ai nấy đều tin là Eric bị chơi xấu nên mới thua, nhưng càng đứng ngay cấp dưới nói thì Eric càng tái mặt. Hắn sau đó vừa đi vừa lệch sang một bên trông rất là hài hước. Quay lại với con, cậu đang ngồi nghe nhạc thì đột nhiên Maria tìm đến. Không biết nên gọi là anh ta hay cô ta nữa đây. Cụ thể là Maria muốn con đi cùng bản thân một lúc maria hỏi con thấy khó chịu khi đi cùng họ hay sao thì cậu không hẳn là ghét mà chỉ không ưa việc bị xem là một thằng gia nhân cậu sau đó được maria dẫn đến chỗ của đám bồ câu đưa thư nhưng ở đây thì nó to khủng khiếp maria muốn gọi thêm sự trợ giúp để thuận lợi đến được vương đô còn eric lúc này đã đi gặp cấp trên và hắn biết bản thân phải sớm bắt được công chúa về và cũng phải đòi lại cả thanh kiếm từ con nhưng hắn tự tin con sẽ không biết dùng thứ đó con và lên sau đó đã bắt đầu nghiên cứu về cách sử dụng thanh kiếm này ông nhận thấy kiếm có một chiếc cò súng và bên dưới nó là một quả cầu thứ này chuyên dùng để hút và truyền năng lượng ông đã thử bóp cò và vung kiếm thử thì nó chẳng khác gì lúc ông cầm kiếm thông thường chém nhưng con thì lại biết cục đá này rất đáng tiền nên đòi gỡ ra khỏi kiếm mà đem bán đột nhiên công chúa đến tìm cậu và bảo cậu đi theo một lúc cả hai lên một tháp canh và công chúa cho biết khung cảnh yên bình này là thứ cô đang bảo vệ nếu cuộc hôn nhân mà cô không tham gia được thì chiến tranh nguy cơ cao sẽ nổ ra do đó cô sẵn sàng hy sinh thanh xuân của bản thân để bảo vệ cả thế giới này do đó cô muốn con tiếp tục giúp đỡ bảo vệ cô nhưng vấn đề ở chỗ là cậu không có sức mạnh gì đặc biệt cả hai lần cậu cứu cô đều là do may mắn mà ra đột nhiên đúng lúc này thì eric mang nguyên một cỗ xe tăng đến tấn công thành phố để ép con ra mặt tên tóc xanh lúc này cũng đang cùng một người nữa đi tìm con ở trong những con hẻm nhỏ con lúc này đã hội quân với lên và họ biết nếu giờ họ bỏ chạy thì thị trấn này sẽ gáp nguy Đột nhiên cả nhóm bị thả một quả bom xuống ngay dưới chân nên buộc phải chạy đi và lại đen đuổi ra đứng ngay trước mặt tên Eric. Hắn nhắm khẩu pháo vào con nhưng lại bắn lệch lên thuộc hạ ở trên nóc nhà. Hắn biết bản thân ngắm hụt là do đang bị lệch trọng tâm, hắn bắn đến lần thứ hai cũng bị lệch nên lên quyết định mở đường cho con lao lên chiến đấu. Ông tin cậu sẽ bằng cách nào đó sử dụng được thanh kiếm này. Thế ông sau đó đã lao lên và né đạn rồi chém vào một bên bánh xe của xe tăng. Con đã kích hoạt được thanh kiếm bằng một cách thần kỳ nào đó và rồi lao lên, nhưng kiếm bỗng chốc trở thành chùy đá khiến cậu cũng bị mất thăng băng mà té cậu đã nhặt lại rồi lao lên vung một chùy phá tán xe tăng của eric hắn vẫn chưa bị hạ mà bước ra để đánh nhau với cậu một trận nữa cậu nhận ra cách hắn đi là hệ quả do cú đá lần trước của cậu thế là cậu đã đứng yên và để hắn tự lệch trọng tâm mà đánh hụt cậu quyết định chữa bệnh lệch tâm của hắn bằng cách đập nốt bên con lại khiến hắn lại thốn mà bất tỉnh tại chỗ thuộc hạ của eric một lần nữa quyết định rút lui và hẹn con lần sau gặp lại nhóm con sau đó cũng đã rời đi và cậu quyết định sẽ giúp cả nhóm của công chúa nhưng đổi lại họ phải tìm cách giúp cậu trở về thế giới cũ cô đã đồng ý và bảo cậu cần đến kinh đô chung với cô cách nơi của nhóm con không xa một cô gái đã để ý và theo dõi cả nhóm cô đã cho con sóc hay con chuột bay của bản thân hãy đi và tiếp cận con con sau đó thắc mắc về việc cậu có thể trở về khi đến kinh đô không thì cái đó là hên xui nhưng nơi đó chắc chắn sẽ có manh mối gì đó cả nhóm sau đó gặp con sóc chuột bay kia và cả lên lẫn maria đều thấy nó dễ thương mà muốn mang theo nuôi nhưng con nhất quyết từ chối và cho rằng họ đừng có mà phá hủy trật tự tự nhiên như vậy thú hoang dã là phải để chúng ở môi trường tự nhiên để chúng tự sinh tồn trong môi trường hoang dã để chúng mạnh mẽ lên cậu bày ra một đống lý do để ngăn họ nhận nuôi nó và rồi sau đó đã đuổi nó đi đêm đó lúc con đang ngủ thì sinh vật đó đã tự tìm đến phòng cậu sáng ra thì cậu đã giật mình la lối khi con sóc chuột kia lại tìm đến cậu tuy cậu cố la lối và đuổi nó đi nhưng maria lại chìa tay đón nhận nó và quyết định sẽ nuôi nó bằng mọi giá bất chấp con có đồng ý hay không cậu liên tục vẽ ra những viễn cảnh tệ nhất khi nuôi sinh vật này thì maria vẫn từ chối lên sau đó cũng kể về một giai thoại của một anh hùng câu chuyện về người đó lừng lẫy ra sao thì nó lại nhảm bấy nhiêu khi con nghe việc người anh hùng đó thích mèo nói chung là lên cũng đồng tình giữ lại sóc chuột hai tháng một nên công chúa cũng theo phe hai người kia con nhất quyết không đồng ý và thề sẽ không đội trời chung với con thú này Cậu sau đó đã ra ngoài mua ít đồ để đi săn vì cậu không tin một đứa top server trong game về danh mục thợ săn như cậu hồi trước lại không săn được một con thú nhỏ nhoi. Lên hỏi cậu tính làm gì thì cậu chỉ bảo là tính đi săn tí, cậu sau đó lại vác vượt vào phòng tìm con sóc chuột kia thì bị Maria chĩa súng vào hỏi tính làm gì. Cậu sau đó lại đi nấu thuốc độc để lừa con sóc chuột thì công chúa lại bắt gặp và muốn cậu ăn thử nếu thứ này không có hại gì. Công chúa sau đó đã phải họp cả nhóm lại và hỏi tại sao con lại ghét con sóc này thế là cậu đành thú nhận việc bản thân bị dị ứng với thú nuôi nhưng ai nấy đều thấy cậu ở gần con sóc chuột đó có bị làm sao đâu ai nấy sau đó đều muốn cậu thôi lý do lý chấu mà nói thật đi thế là cậu đành kể lại hồi còn nhỏ vào một ngày mưa thì cậu đã tìm thấy hai con mèo bị bỏ rơi bên đường cậu đã tốt bụng mang chúng về nuôi ấy vậy mà ai nấy nghe đến đây thì thắc mắc không biết bi kịch gì đã xảy ra liệu chúng bị bệnh rồi chết hay gia đình cậu đã phản đối và không cho cậu nuôi chúng không phải cậu căm ghét chúng là vì cậu đã nuôi nấng biết bao nhiêu vậy mà cậu chưa hề nhận được sự yêu quý của chúng ai nấy đều cho rằng đây có khi là cơ hội cho cậu thay đổi góc nhìn của bản thân cậu không biết bản thân có thật sự thay đổi được không nhưng vẫn chấp nhận nghe theo ba người kia mà đưa tay làm hòa với con sóc nhưng nó cắn luôn tay cậu khiến cậu cực kỳ tức giận mà vác chùy ra để đánh với nó một trận cậu muốn nó biến khuất mắt cậu nếu nó thua còn cậu thua thì nó cũng phải biến khuất mắt cậu lên và maria muốn cậu đừng có hèn như vậy mà ra điều kiện cho đàng hoàng thế là cậu sẵn sàng để nó ở lại nếu nó thắng cậu sau đó liên tục vung búa và phá tan cả sàn nhà ai nấy muốn cậu đừng quá mạnh tay thì cậu không thèm nghe cậu bị con sóc lao lên cào một cái cậu đánh mãi nhưng cậu không thể đánh chúng nó được một đòn khi cậu vừa dồn nó vào góc tường thì lại vụt không chúng vì nó đã nhảy lên và sút vào mặt cậu khiến cậu bất tỉnh cậu sau đó đã thua và phải chấp nhận để nó đi theo cả nhóm cậu vẫn thể làm thịt nó nếu có cơ hội cuộc hành trình sau đó không mấy êm đẹp khi sóc chuột và con liên tục gây lộn với nhau ai nấy giờ đây mới nghĩ ra một việc là họ phải đặt tên cho con sóc chuột này ai nấy đều nghĩ ra mấy cái tên tào lao nên con cho rằng việc đặt tên là phải đặt cho kỹ lưỡng và đàng hoàng và trên hết là chỉ được dài bốn âm tiết nếu không ai đặt được cái tên cho đàng hoàng thì cậu sẽ gọi nó là pet ai nấy đều không phản đối lắm mà lên đường đi tiếp còn trong lúc đó eric đã dẫn tên tóc xanh về dinh thự của mình eric gặp lại được hôn thê của bản thân ở đây và cô nghe tin eric đã bị bôi nhọ trên chiến trường thì rất tiếc không biết nếu cổ biết hôn thê của mình vừa mất thêm hai viên ngọc thì sẽ còn tiếc ra sao và eric sau đó đã vào nhà thì hôn thê đã nghe tin eric bị thương mà muốn bôi thuốc vào vết thương cho hắn hắn sợ là nếu giờ vạch ra và để lộ việc mất đi thứ quý giá nhất thì hắn sẽ mất đi hôn thê mãi mãi nên quyết định phải giấu bằng mọi giá có điều việc hắn từ chối hôn thê đã khiến cô phần nào thấy buồn eric sau đó định rời đi cùng tóc xanh thì ông quản gia thấy hôn phu của eric có vẻ buồn việc gì đó vì không muốn để hôn thê cô đơn nên eric đã gọi cô xuống xe đi chung ngắm cảnh với hắn ngồi trên xe eric liên tục suy nghĩ về trường hợp sẽ xảy ra nếu bản thân nói ra sự thật với hôn thê chắc chắn cô sẽ thất vọng mà bỏ rơi hắn lúc đi cắm trại bên hồ thì hôn thê đã hỏi eric sau này muốn mấy đứa nhưng nghe vậy thì eric càng đau tim vì liệu bản thân trong tình trạng này có còn làm được đứa nào hay không Eric không muốn nói đến việc này nhưng hôn thê lại nghĩ là ý Eric là con cái là trời ban chứ họ không thể tự quyết. Nhưng Eric lại thấy nhói trong tim mà bỏ đi một lúc để hỏi ông trời là hắn phải trả lời hôn thê ra sao. Hôn thê thấy Eric có vẻ lạ nên đã hỏi tóc xanh là Eric bị thương ở đâu nhưng tóc xanh cũng chịu. Tóc xanh cũng cho cô biết luôn về tên của kẻ đã khiến Eric ra nông nỗi này và việc tại sao Eric lại bị đánh bại. Chiều hôm đó lúc trở về, Eric gặp được hai người quen là Limpus và Ella. Ella nghe về việc eric bị thương nên có tặng cho một hộp thuốc gia truyền và cái này chỉ cần uống là được eric đã vui vẻ nhận khiến hôn thê càng thêm buồn trong lòng tóc xanh đã hỏi ông quản gia về hai người này thì được biết hai người kia là họ hàng xa của eric limpos sau đó bảo ông quản gia chuẩn bị tiệc để tối nay ăn một bữa nhưng mục đích sau cùng của limpos và Ella là một việc thâm hiểm hơn cụ thể là thuốc đã cho eric trước đó là thuốc kích thích hưng phấn và Ella sẽ có nghĩa vụ quyến rũ Eric để rồi làm dâu và chiếm lấy thanh danh gia tộc chính nhà Eric. Còn Limpos sẽ lợi dụng việc đó để đến bên cạnh hôn thê của Eric và cưới cô về làm vợ. Sau đó, El đã mang thuốc đến cho Eric rồi dụ Eric nằm lên giường. Cô ta sau đó chỉ mặc mỗi nội y rồi bắt đầu quấn lấy Eric nhưng Eric đã buông bỏ ra. Có điều Limpos đã chạy vào và bắt đầu làm ẩm việc này lên. Hôn thê của Eric đã buồn mà chạy đi, còn Limpos thì không tin lời nào mà Eric bao biện vì chỉ có cái đấy yếu thì mới không bị ảnh hưởng bởi thuốc eric nghe hơi nhói trong lòng nên đã quyết định thách đấu với limpos để chứng minh sự trong sạch của bản thân limpos cũng nhận kèo và hẹn eric ngày mai gặp nhau trong rừng limpos đã có tính đến việc này nên lúc ra về hắn đã cho em gái biết lý do hắn tự tin thách đấu với eric là vì eric rất coi trọng danh dự còn hắn thì không tóc xanh đã nghe được việc này nên về báo cho eric eric cũng đã nghi ngờ về việc này nhưng hắn vẫn phải đánh để có cách xin lỗi hôn thê sáng hôm sau eric và tóc xanh cùng hai anh em limpus đã gặp nhau ở trong rừng và tóc xanh đã đổ lỗ việc này là do limpus giàn dựng nhưng đằng nào hắn chịu nhận nên eric đành phải chấp nhận giao kèo mà đánh eric sau đó muốn đánh với limpus nhưng hắn lại gọi ra một tên cơ bắp đánh thay nhưng không chỉ vậy khi tên cơ bắp đó còn gọi ra thêm đồng bọn và cứ thế chúng lần lượt gọi thêm người và cuối cùng là eric phải đánh với bảy tên nhưng eric vẫn không ngán mà lao lên cho mỗi tên một đòn mà nằm gục ra đất nhưng limpus sau đó còn gọi thêm một con gà quỷ ra chiến đấu với eric eric thì đã dần xuống sức và không thể trụ được lâu hơn nữa nhưng hôn thê và ông quản gia đã đến cổ vũ cho eric được tiếp thêm sức mạnh thì eric đã tiếp tục đánh nhưng con gà đột nhiên chạy đến chỗ của hôn thê khiến eric phải thức tỉnh một sức mạnh gì đó để lao đến chặn đầu và chém hạ con gà eric sau đó tiến đến hỏi limpus đã phục hay chưa thì hắn đã nhận thua nhưng eric vừa quay đi thì limpus đã sút vào hạ bộ của eric có điều một người đã mất đi tất cả thì không còn thấy đau như khi còn nữa. Eric đã đánh hạ Limpus và tiến đến chỗ hôn thê. Ông quản gia thắc mắc việc Eric bị đá vào tử huyệt mà không thấy đau thì Eric bảo bản thân đã rèn luyện qua rồi. Tóc xanh phải thừa nhận và gọi Eric là người đàn ông thép. Hôm sau, Eric và Tóc xanh đã lên đường trở về lại với nhiệm vụ. Eric giờ đã vui vẻ nhận thuốc của hôn thê để giúp cô vui lên và hứa ngày sau sẽ trở về. Eric và Tóc xanh sau đó đã lên đường đến một suối nước nóng để thanh lọc cơ thể quay lại với nhóm con lên lúc này đang đi thuê thuyền để đến nơi tiếp theo nhưng bị ép giá nên ổng từ chối thuê mà bực bội bỏ về lúc về với hội thì con thắc mắc sao lên bủi xỉn vậy trong khi ông có đủ tiền để thuê lại cả thuyền nhưng ông chỉ chấp nhận đi khi không bị ép giá thế là sau đó ai nấy đều nghĩ là nên đi vòng luôn thay vì đi nhanh bằng đường biển con không chịu vì cậu muốn biết cách trở về nhanh nhất có thể nhưng giữa việc đi vòng và đi bằng đường biển thì cũng chỉ chênh nhau 3 ngày nên ai nấy đều khuyên cậu cứ đi vòng chung với họ vì trên đường biết đâu lại gặp nhiều chuyện thú vị. Họ sau đó chia ra đi mua đồ và hẹn một tiếng sau gặp lại ở đây. Con đã chia ra để đi tìm nhà vệ sinh do cậu đang cần giải quyết. Đột nhiên cậu gặp một tên thuộc hạ của Eric nhưng vì đang say nên hắn nghĩ bản thân nhìn nhầm con. Còn con thì sau một lúc nghe có nghe thấy tiếng ai đó. Cậu đã lần theo âm thanh và đi tìm thử thì phát hiện Pet đang báo cáo lại cho ai đó. Nó vừa cất máy liên lạc và quay lại thì thấy con đã ở sau lưng. Nó giả ngu không biết gì nhưng cậu rất chắc chắn về việc bản thân đã thấy được. Cậu lắc mạnh quá khiến nó đột nhiên bất tỉnh rồi sau đó nôn vào mặt cậu một bãi. Cậu sau đó đi rửa mặt thì tóc xanh và một người nữa dưới trướng Eric đã thấy cậu. Nhưng họ vẫn nghĩ có lẽ cậu chỉ là ảo ảnh. Cậu sau đó đã đích thị nghe được giọng của Beth. Nó đổ lỗi là do cậu nên nó mới nôn như vậy. Cậu sau đó thì bắt nó khai ra nó thật sự là gì. Nhưng nó cho rằng cậu chỉ là một tên nhóc và không làm được gì nó, cậu sau đó đã quyết định cho nó trải nghiệm mấy trò BDSM khiến nó phải chịu thua. Nó sau đó đã cho cậu một câu đố để cậu tự giải mã. Cậu giải xong thì ý nghĩa của câu đó nói rằng pet là cha cậu. Nó cũng nhận vơ như vậy nhưng hiển nhiên là cậu sẽ không chấp nhận vì cậu và nó khác loài với nhau. Thế là nó bịa ra một câu chuyện rằng hồi xưa lúc con mới được sinh ra thì nó đã tổ chức một bữa tiệc lớn nhưng một phù thủy hắc ám đã tức giận vì nó không mời tới bữa tiệc nên đã nguyền rủa con Pet nhận là bản thân đã đứng ra che chắn cho cậu nên mới biến thành hình dáng này. Nhưng cậu không tin thế vì nó nghe như chuyện cổ tích. Nhưng nó đã kể tiếp là khi cậu lớn lên thì nhìn cậu như thiếu nữ. Và một lần chơi bóng thì cậu đã làm rơi bóng xuống hồ. Một con ếch biết nói đã tìm đến và ngỏ lời giúp cậu và muốn làm bạn. Đến tối đó, con ếch lại mò đến và muốn được cậu hôn. Nhưng cậu biết thừa cái kết của chuyện rồi nên Pet lại giả bộ là bản thân già rồi nên lẩm cẩm. Cậu vẫn không tin nên dọa là sẽ ép nó thành sốt cà chua nếu còn khoác lác. Hết cách nên nó đành nói thẳng rằng cậu là người được chọn và nó được giao trách nhiệm đi theo trông chừng và cho cậu lời khuyên khi cần. Cậu vẫn không tin mấy lời nó nói, một lúc sau đó, một thành viên nữa dưới trướng Eric đang ngồi đọc tiểu thuyết lãng mạn thì đột nhiên thấy lên và con ngồi trong xe ngựa, nhưng hắn nghĩ bản thân đang nhìn nhầm thôi, con lúc này liên tục nói về việc pet có thể nói tiếng người, nhưng trước mặt mọi người thì nó vẫn diễn và khiến ai nấy đều nghĩ con đang bị hoang tưởng nặng nên cần sớm đưa cậu đến kinh đô để cậu khỏi bệnh. Cậu biết bản thân đang bị xem như tên ngốc và Pet thì không ngừng chọc tức cậu để khiến cậu trông như một thằng hâm hơn trước mặt mọi người. Con biết bản thân sẽ không cãi lại được nên quyết định sẽ chơi lại Pet một vố. Cậu thừa nhận bản thân đã sai khi cố gắng chứng minh Pet nói tiếng người nên sẽ không nhắc lại về việc này nữa. Nhưng giờ cậu lại cho biết rằng cậu nhận thấy Pet gần đây hơi lạ trong người. Cậu đề xuất là giúp Pet kiếm một con sóc con bằng cách kiếm cho Pet một người bạn đời. Cậu dí mặt Pet vào cửa kính và cho nó chọn giữa cừu hay mèo. Nhưng cậu nghĩ bản thân hơi quá nên lấy ra một con chuột không lông để làm lựa chọn khác cho Pet. Pet đã chạy lên đầu công chúa và cho rằng cậu đang tỏ ra gây rợn. Nhưng cậu cho rằng Pet có lẽ đang bị bệnh vì giờ đang là mùa sinh sản mà nó lại không chịu kiếm bạn đời. Thế là con đề xuất thiến để nó không còn bị bệnh nữa. Cậu vác kiếm đến và bảo Pet dáng chịu vì cậu chỉ cần một đòn là xong. Pet cố bỏ chạy và liên tục la hét và giờ thì công chúa mới nhận ra Pet nãy giờ đang nói tiếng người. Con giờ lại bất chấp không tin mà muốn thiến Pet đến cùng eric đi ngang qua thì bắt gặp cảnh con đang đòi thiến pet thì giật mình nhưng eric quyết định giả điếc và vừa như không nghe thấy gì cả hội đồng phản loạn lúc này nghe tin về việc công chúa đang được một chiến binh mạnh mẽ bảo vệ người chiến binh đó rất bí ẩn và còn dùng được vũ khí năng lượng chúng không hề có thông tin gì về người đó nên quyết định sẽ phái người đi giải quyết trong âm thầm để tránh eric biết vì chúng sợ eric sẽ bị tổn hại danh dự nếu chúng mở lời chúng sau đó đã đến nhà giam và thả ra một tên ăn thịt người để hắn truy sát nhóm của con quay lại với nhóm con. Cậu lúc này biết được dự định của công chúa là đưa cậu đến kinh đô và tìm cách giúp cậu bay lên thành phố trên trời vì nơi đó có thể biết gì đấy về việc cậu rơi từ trên trời xuống. Và từ giờ đến lúc đó thì làm cho tốt công việc vệ sĩ cho cô. Và tên ăn thịt kia thì đã bắt gặp cả nhóm mà bám theo. Họ sau đó đã đến một nhà trọ và ở lại đây hôm nay. Con đã hỏi lên về việc họ còn phải đi bao lâu thì ông bảo là hai tháng nếu không gặp chắc trở gì, con than vãn vì nó quá lâu. Nhưng ông muốn cậu cứ tập trung vào việc bảo vệ công chúa, vì cô rất tin tưởng cậu đột nhiên maria chạy vào báo tin là công chúa đã đến thời điểm đó con không hiểu gì thì bị họ kéo đi xem thử ai nấy đến xem thì cậu thấy công chúa hoàn toàn bình thường nên đã phải kéo cậu ra ngoài để cậu không chọc giận công chúa cậu thắc mắc về việc công chúa trông hoàn toàn bình thường thì lên hỏi cậu có thấy nhúm tóc trên đầu công chúa hay không cậu có để ý thấy nhưng họ chưa kịp giải thích kỹ thì công chúa đã than đói và cả hai nhanh chóng chạy vào bếp kiếm đồ ăn maria dù đã lấy hết đồ ăn trong bếp ra thì vẫn thấy nó không đủ maria sau đó đã nói với đầu bếp là họ sẽ bao chọn nơi này trong một ngày và nhà trọ không được nhận thêm ai nữa maria sau đó cũng yêu cầu lên và con đi mua thêm đồ ăn cả hai vừa ra khỏi trọ thì tên ăn thịt kia đã mò đến lên và con lúc này đã mua thức ăn về và lên cho biết công chúa đang trong kỳ hiếu động và tuy ông chưa từng thấy cô trong thời gian đó ra sao nhưng theo nhiều người kể lại thì nó rất khủng khiếp nên cần tránh việc làm cô bực vì một khi trên đầu cô dựng lên đến chỏm tóc thứ ba thì mọi thứ sẽ chấm hết. Cả hai sau đó trở về thì Maria đã làm một đống và nhờ cả hai mang đến cho công chúa. Cả hai vừa mang vào cho công chúa thì cô đã yêu cầu phải làm thứ gì đó to hơn, con vừa đặt đĩa đồ ăn xuống thì nó đã hết ngay lập tức nên cũng phải quay đi vào bếp. Maria lúc này đã tê hết cả tay nhưng vẫn phải cố mà làm đồ ăn tiếp. Con liên tục mang đồ ăn lên và nó liên tục biến mất khiến cậu bắt đầu cầu nhào. Chỏm tóc thứ hai dựng lên và lên đã bắt đầu lo lắng. Công chúa lúc này ép ông phải nói thêm từ meo sau mỗi câu. Lên dù biết nó sẽ biến ông thành tên hề nhưng ông không muốn liều mạng nên đành cố gắng mà meo. Cô sau đó cũng bắt bét phải làm chim nên nó cũng hót lên rồi cố mà bay. Maria sau đó đã làm nhiều quá đến mức phát điên. Nhưng con lúc này mới cho rằng công chúa chỉ là đang lớn nên ăn hơi nhiều thôi. Nên họ không cần trừ chuộng cô quá mức. Cậu sau đó quyết định tự mình giải quyết việc này. Cậu đã đến phòng công chúa và cho rằng bản thân hiểu tình cảnh hiện tại của cô. Nhưng cô không được gây phiền hà cho người khác, nên cô cần biết giúp đỡ cho hai người kia. Và việc đầu tiên là cô cần giúp cậu bưng đống bát đĩa này xuống bếp. Maria và lên sau đó rất sốc vì công chúa vẫn giúp con thật. Cô sau đó bỏ về phòng thì hai người kia lại khuyên con đừng làm việc liều lĩnh như này một lần nào nữa nếu không muốn chết. Cậu sau đó muốn cả hai đi nghỉ đi và đừng có lo gì cả. Đèn đã tắt và tên ăn thịt kia giờ mới hành động. Hắn lẻn vào thì phát hiện có người trong bếp nên đã vào xem thử thì thấy Maria vẫn đang nấu nướng ở đây hắn lao đến đâm thì Maria đã hất một mui súp vào hắn và khiến xiên thịt rơi vào mặt hắn. Bột sau đó cũng rơi vào đầu hắn và Maria đã tức giận đi đến đập hắn một trận và yêu cầu hắn xéo ngay khỏi đây nếu còn quý mạng sống. Hắn đã rén mà chạy đi và sau đó thì quyết định đổi mục tiêu. Hắn chạm mắt lên và ông đã hùng hổ bước đến yêu cầu hắn rời khỏi đây ngay nếu không muốn chết. Nhưng hắn còn tưởng lời cảnh báo đó là đe dọa nên đã chạy đi và rồi đến được phòng công chúa. Hắn biết công chúa ở trong giường nên đã tiến đến hỏng ám sát cô nhưng chỏm tóc thứ ba đã dựng lên và cơn ác mộng đã thực sự đến con đang đi vệ sinh thì đột nhiên tên kia lao đến bám lấy cậu hắn cầu cứu cậu nên cậu nghĩ là hắn được hai người kia thuê để dọa cậu về vụ của công chúa cậu sau đó đã theo hắn đến phòng công chúa để tìm cô nhưng cậu chẳng thấy cô trên giường cậu lại cửa sổ xem thử thì tên kia đã bị công chúa dọa cho bất tỉnh cô sau đó đã vườn con và rồi lao đến cậu cậu nhìn thấy ba chỏm tóc thì biết chuyện gì đã xảy ra nên đã nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát thân kế hoạch ám sát đã thất bại và không ai còn nhìn thấy tên sát thủ đó về sau nữa vài ngày sau cả nhóm đã đến một phố của suối nước nóng đây là khu vực suối nước nóng lớn nhất cả lục địa con thì có vẻ không ưa gì nơi này lắm vì cậu đến đây với con nít và đàn ông chứ chẳng có cô gái nào cậu hỏi lên về mấy cái dịch vụ dành cho đàn ông thì lên đã chỉ sang khu bên kia lên sau đó đã dẫn họ đến khách sạn nơi ông thường hay đến mỗi khi ghé qua đây nhân viên đã dẫn đường cho cả nhóm đến phòng con thắc mắc là maria sẽ tắm ở phòng cho nam hay cho nữ thì lên cho biết maria và công chúa đã có sẵn bồn tắm trong phòng còn ông và con sẽ ở cái phòng nhỏ này và tắm bồn tắm lộ thiên con đã lao thẳng xuống vì háo hức thì lên muốn cậu ngồi yên lại mà tận hưởng cậu cảm thấy hoài niệm vì từng đi suối nước nóng với gia đình một lần trước đây cậu sau đó ngồi nghe lên tâm sự thì đột nhiên cây hàng dựng lên cậu lo là sẽ bị lên phát hiện nên xin phép chuồn trước cậu lo là giới tính bị uốn cong nên phải tìm cách khắc phục gấp nhưng cậu nhớ là lên có bảo suối nước nóng này còn giúp bừng tỉnh thanh xuân đột nhiên cậu thấy eric đi ngang qua nên đã trốn sang một góc cậu không ngờ tên cậu ghét nhất lại có mặt ở đây và việc cậu hai lần gặp hắn đều chơi xấu và cho hắn đi mất hai viên ngọc nên cậu dự cảm lần này cậu sẽ không chơi xấu được hắn nữa cậu sau đó chạy về phòng của công chúa và bảo họ cho cậu trốn tạm ở đây nhưng cả hai trong kia đang quá vui vẻ mà chẳng nghe thấy gì thế là cậu sau đó lại phải chạy đi tìm lên nhưng ông đã rời khỏi bồn tắm và cậu dám chắc là ổng đã đến khu vui chơi trước đó cậu sau đó thấy eric đi vào đây nên đã phải trốn ngay khi eric vào trong thì cậu đã để ý thấy hắn đang cố cầu xin các vị thần ban phép màu cho cậu em của hắn trở lại bình thường thấy cũng tội mà thôi cũng kệ cậu sau đó chạy đến quầy tiếp tân và nhờ họ dặn công chúa và maria hãy ở trong phòng bằng mọi giá cậu sau đó chạy đến khu vui chơi người lớn để tìm lên nhưng giờ ở đây rộng lớn vậy thì cậu biết tìm ở đâu đột nhiên cậu thấy mấy cô gái mặc đồ thỏ thì nhận ra lên rất thích những con thú và thế là cậu tìm được một cửa tiệm mà dám chắc là lên đang ở trong này cậu hỏi người qua đường thì biết trong này khách sẽ vừa uống nước vừa chơi với mèo thế là cậu đi vào và phát hiện lên ở đây thật cậu cho lên biết chuyện và rằng cậu chỉ muốn tránh mặt eric chứ không muốn đánh nhau với hắn đột nhiên eric lại đi qua đây khiến lên phải đưa cậu trốn đi con sau đó nhận thấy thằng nhỏ của cậu đã dịu lại nên biết được bản thân bị dựng lên là do có eric xung quanh cơ thể cậu sau đó cũng đột nhiên sáng lên khiến lúc trở về ai nấy đều để ý đến cậu lúc cả hai trở về khách sạn lên thắc mắc về việc cậu cứ sáng như này thì cậu cũng chịu nhưng giờ cậu muốn đi ngủ trước rồi tính sau có điều cơ thể cậu quá trói khiến lên cũng không ngủ được cậu muốn lên cứ lờ nó đi nhưng ông hỏi cậu điều gì sẽ xảy ra nếu cậu cứ sáng như này cả đời cậu lo là cậu sẽ không thể kiếm được việc không đi hiến máu nhân đạo giúp người được và tệ nhất là sẽ không có bạn gái quá chán nản nên cậu đã bỏ đi tắm một lúc vừa vào bồn tắm ngồi thử thì cậu đã thấy cơ thể ngừng phát sáng nhưng đột nhiên eric cũng ở đây cả hai bắt đầu gây sự và đòi đánh nhau một trận do eric thấy cơ thể cậu lại phát sáng và cây hàng thì dựng lên như đang khiêu khích hắn cậu sau đó muốn tạm thời đình chiến vì cậu không muốn phá hủy nơi này và đánh nhau khi đang trần chuồng cậu cho rằng nếu họ đánh ở đây thì bà chủ nơi này sẽ mang tiếng xấu và họ thì cũng bị người ta phát hiện là bại trận khi đang trần chuồng nên cậu muốn đi mặc đồ rồi đánh nhưng cậu chỉ vừa khoác đồ lên thì nhận thấy eric đang sơ hở nên vác chổi đập vào đầu hắn một cú thật mạnh rồi cùng cả nhóm trốn đi họ sau đó đã lên đường thì con lại bị bắt phải quấn một mớ băng để che giấu thân phận cậu thấy như này khiến cậu dễ bị chú ý hơn thì có và trong cậu nhìn chẳng khác gì một tên sát thủ họ sau đó đã đến thị trấn mới và trong lúc mọi người ăn thì con lại phải ngồi nhìn do ai nấy đều sợ cậu sẽ bị lộ nếu mở miệng ra ăn nên cậu sẽ phải trốn ở nơi nào đó rồi mới được ăn Cậu nói ra yêu cầu của bản thân thì bị ai nấy làm lơ nên đã tự tiện mở băng ra để ăn thì bị cản lại. Cậu sau đó bị cả hội kéo đi nhưng người dân đã chặn lại vì muốn xem cơ thể của con bị gì. Ai nấy bảo là cậu bị bỏng nặng nhưng họ đã chặn đầu vào kéo băng của cậu ra. Cậu sau đó để lộ việc bản thân đang phát sáng, thế là họ cúi đầu gọi cậu là Thượng đế. Trưởng làng đi đến và cho biết đã từng có một lời tiên tri rằng Thượng đế sẽ giáng trần và cơ thể người sẽ phát sáng, nên họ xem cậu chính là Thượng đế đó. Cậu thú nhận việc bản thân là người từ trên trời rơi xuống và được người dân đón tiếp nồng nhiệt. Cậu sau đó được ăn uống no nê và cho rằng nếu họ nói ra sự thật thì chắc gì người dân đã để yên cho họ đi, nên chi bằng cứ thuận theo là được. Ta giờ mới biết việc cơ thể cậu phát sáng là do lượng ma lực trong người cậu bị dư thừa và tỏa ra ngoài nên mới tạo ra hiện tượng này. Trưởng làng sau đó tìm đến và ông đã tập hợp toàn bộ người dân về đây. Ông cho biết là người dân muốn xem phép màu của cậu. Cậu đã khiến bản thân phát sáng lên và một đàn bướm đột nhiên bay đến vây lấy cậu. Ai nấy đều xem cậu thật sự là thượng đế và ngỏ lời muốn cậu đem nguồn nước của làng trở về. Cậu đã bảo lên đưa cho cậu thanh kiếm, cậu sau đó biến chùy và đập một cái vào giếng làng. Nguồn nước ngầm dưới đó đã phun trào lên và giúp người dân thoát khỏi cảnh khốn khó. Công chúa thì nghĩ là cậu ăn hên và muốn cậu đừng đi quá xa với vụ này nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường. Lên dự định chuồn sớm khi còn có thể cứu vãn được. Nhưng trưởng làng đã hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra với thở sơ khai của thế giới. Cậu bắt đầu xàm ngôn một đống thứ nên nhóm công chúa phải giải thích ra cho dân làng thay cậu, họ đã cho dân làng những câu trả lời mà dân làng muốn nghe, để rồi sau cùng họ lại phải ở lại thêm một ngày nữa, hôm sau, dân làng lại kéo đến hỏi thượng đế con về những kiến thức về thế giới, rằng nó bắt đầu từ đâu, và liệu thế giới có đi đến kiến thức, cậu lại giải thích một mớ tào lao để rồi công chúa lại phải sửa. Vài người đứng lên phản bác thì bị con yêu cầu cúi mặt xuống thì con người ngu muội mà đòi cãi lại thượng đế. Những ngày sau đó, con đã được người dân làm cho một điện thờ to lớn tài sản thì vô số kể và còn được nhiều cô hầu xinh đẹp vây quanh cậu định tận hưởng thêm nhưng nhóm công chúa cho rằng cậu nên rời đi được rồi nếu không muốn để bị lộ cậu cho rằng bản thân sẽ không bị lộ được vì bản thân còn phát sáng thì cậu nói gì người ta cũng tin nhưng người dân lúc này đã bắt đầu loạn và yêu cầu phải được gặp con mỗi ngày cậu đã phải ra mặt để chấn an họ một lúc rồi vào trong để bắt đầu quấn vải lại mà trốn đi cậu sau đó đã bị trưởng làng phát hiện cậu cho rằng bản thân phải đi đến nơi khác giảng đạo nhưng trưởng làng cần cậu tiếp tục dạy cho những con người loạn lạc dưới kia hoặc không thì họ sẽ đi gây chiến với giáo phái khác để mở rộng tín ngưỡng con ra mạnh mẽ hơn cậu yêu cầu dừng việc đó lại và quyết định bước ra ngoài và kêu gọi người dân mở rộng tín ngưỡng bằng cách xây một cái tháp trên núi kia ít nhất việc này sẽ giúp cậu câu thêm thời gian và tận dụng sức trâu sức bò của họ cho việc gì đó lên quyết định thiết kế tháp cho dân làng làm vì ông là thủ khoa trường kỹ sư thiết kế trong quân đội nhiều ngày sau tháp đã được hoàn thành và con đã đứng ra phát sáng trước người dân nhưng lên muốn cậu phát sáng thêm nữa cậu đã gồng thêm sức mạnh và khiến khinh khí cầu mà lên âm thầm làm ra bay lên con lấy lý do là họ sẽ trở lại thiên đường để lừa người dân trưởng làng thấy vậy thì đã chấn an người dân rằng con sẽ trở về thiên đường và việc của họ là tiếp tục truyền bá tín ngưỡng con ra toàn thế giới con lúc này đã cùng cả nhóm rời đi và cơ thể cậu đột nhiên ngừng phát sáng khiến cả nhóm hoảng loạn vì cậu hết phát sáng thì họ cũng hết năng lượng để bay khi cầu gần rơi xuống, buộc ai nấy phải bảo con cố gồng lên mà phát sáng, nhưng cậu đã bó tay vì không dặn được thêm tí năng lượng nào nữa. Sau vài ngày, ta gặp lại Eric. Eric đang đứng hóng gió thì bất ngờ gặp được cô gái đã theo dõi nhóm con từ trước đến nay. Eric biết cô gái này. Cô là người của thành phố trên trời và tên là Alma. Tóc xanh lúc này đột nhiên chạy đến báo tin là Eric sắp có thể trở lại quân ngũ một lần nữa. Tóc vàng cho rằng bản thân sẽ được ở cạnh làm quân sư cho Eric nhưng ai nấy đều phản đối vì ai cũng xem bản thân mới là cận thần thân tín nhất của Eric. Đêm đó, Beth đã đi quanh nhà trọ thì thấy ai nấy đều ngủ say nên quyết định ra ngoài báo cáo. Bốn cận thần của Eric lúc này thì đang đi nhậu một bữa đang nhậu thì tóc đỏ. Và tóc đen lại kiếm lời để nói xấu nhau nên định gây gỗ thì tóc vàng đã bảo cả hai đừng có làm bậy để rồi gây tiếng xấu cho Eric. Cả bốn sau đó quyết định sẽ nói ra lý do bản thân tự xem là người xứng đáng ở cạnh phục vụ Eric nhất tóc đen đã đứng lên nói trước rằng trong thời gian eric nghỉ dưỡng thì bản thân đã lên núi tu luyện và trải qua nhiều bài luyện tập khắc nghiệt nhằm vượt qua giới hạn bản thân nhưng ai nấy đều cho rằng tóc đen luyện tập mấy thứ đó là do bản tính thích khổ dâm nhưng quan trọng hơn là tóc đen vừa sáng chế ra được một kỹ năng tất sát và tên nó dài một cách lố bịch khiến chẳng ai nghe được gì còn eric lúc này đã theo alma đến gặp một thợ rèn người thợ rèn này đã làm đơn hàng theo yêu cầu của alma đó là tạo ra một thanh kiếm cho eric và thanh kiếm này có thể được gọi là kiếm thánh còn quay lại với buổi nhậu bên kia tóc đỏ cho biết bản thân vừa rèn được ý chí kiên định bất khuất cụ thể là vào một nhiệm vụ mà đúng hơn là một buổi tối ăn chơi tóc đỏ cho rằng bản thân đã cùng hai đồng đội tiến vào hang ổ địch nơi thật ra là quán rượu tóc đỏ cho rằng kẻ địch gần như đã bắt thóp được kế hoạch của bản thân khiến anh ta và đồng đội rơi vào thế khó và cụ thể là các cô gái liên tục né tránh việc sờ mò của ba ông nhõi sau cùng Tóc đỏ cho rằng đồng đội đã gục ngã còn bản thân thì xác định không thể thoát được. Tình huống đó là hai ông kia thì đều say mà gục còn tóc đỏ thì không đủ tiền trả. Thế là tóc đỏ đã làm một đêm với chủ quán để có thể thoát khỏi tình thế khó khăn. Nghe đến đây thì tóc vàng đã biết tóc đỏ đang ám chỉ đến đêm ở quán ba vì tóc vàng cũng có biết về vụ đó, hẳn là vì cái tính lăng nhăng đó nên tóc đỏ mới bị vợ bỏ. Quay lại với Eric, Anma đã đặt vào thanh kiếm một viên ngọc rồi truyền năng lượng vào đó, đồng thời cảnh báo là Eric không được để mất nó một lần nữa eric hứa và quyết sẽ rửa mối nhục trong quá khứ quay lại với câu chuyện của tóc vàng lý do cậu ta nói bản thân hợp ở cạnh eric là vì bản thân eric cần là tình yêu chứ không phải một người hầu cận có sức mạnh ai nấy đều nhận thấy tóc vàng mỗi khi say là lại nói chuyện y như con gái mà chẳng ai biết rằng tóc vàng đây thực sự là gái giả trai ai nấy nghe về trí tưởng tượng của tóc vàng về một buổi sáng ở cạnh eric thì đã đấm cho một cú để cho tóc vàng tỉnh cơn lú vì eric đã có hôn thê rồi nhưng tóc vàng mặc kệ tóc đỏ cho rằng vì mấy thể loại thích là kẻ thứ ba như tóc vàng nên thế giới này mới loạn lạc tóc vàng nghĩ là tóc đỏ đang đổ lỗi về việc bị vợ bỏ là do bản thân nên hai bên lại xảy ra cãi vã tóc xanh muốn tóc đen vào can ngăn nhưng tóc đen đã ngủ mất tóc vàng và tóc đỏ đã đứng dậy để chuẩn bị đánh nhau tóc đen giờ cũng bật dậy đòi tham gia để xem ai mạnh nhất sẽ được làm hầu cận của eric tóc xanh đã đồng ý với trận đấu nhưng luật chơi sẽ do tóc xanh đặt ra cả bốn sau đó đã ra hoang mạc để săn một con rồng không cần biết ai gây được sát thương nhiều nhất miễn là người nào tung được đòn dứt điểm là ăn tóc đen đã lao lên và tung tuyệt chiêu tất sát của bản thân tóc đỏ lợi dụng cơ hội vòng ra sau chém đứt đuôi nó tóc vàng thì lao lên chém vào đầu nó và tóc xanh thì lao lên chém gãy rừng của nó nhưng nó đã bỏ chạy và gọi đại ca của nó đến con rồng to này mạnh hơn hẳn và cả bốn đều bị nó đánh gục nhưng đúng lúc này eric đã tìm đến và sử dụng kiếm mới vung một đòn hủy diệt con rồng trong một nhát Eric thú nhận với mọi người rằng bản thân đã sai khi cố gắng đối đầu với con một mình. Từ giờ Eric muốn mọi người giúp sức để có thể đánh bại được con, quay lại với nhóm của con. Những ngày sau đó, nhóm của con bị rơi vào tình trạng thiếu lương thực và phải bắt cá để nướng ăn tạm qua ngày. Con giờ đây bắt đầu than vãn về cuộc sống của bản thân sung sướng ra sao hồi còn ở thế giới cũ, vậy mà giờ đây phải ăn bờ ngủ bụi như vô gia cư. Họ bảo cậu dáng đi vì ngày mai là đến thị trấn rồi. Nhưng cậu nhớ nhà, nhớ mọi thứ cậu có lúc còn ở bên kia đêm đó lúc ai nấy đều đã ngủ thì con lại nằm nhung nhớ về quê hương sáng hôm sau cả nhóm đã đến được thị trấn kế tiếp và ai nấy đều thấy con hôm nay hơi ít nói và cậu còn khác gì đó từ sáng đến giờ ta sau đó biết cậu đã cố làm ra một cái tay cầm bằng gỗ để cho đỡ tủi thân lúc vào thị trấn ai nấy đều đã đi tắm cho thư thái nhưng khi lên về phòng thì ông thấy con đang ngồi bấm bấm cái khúc gỗ mà cậu làm sáng nay đã vậy miệng còn làm nhảm mấy thứ tào lao như là muốn ăn bim bim và đọc manga lên đã kể lại với công chúa và Maria thì họ đều không biết bim bim là thứ gì, qua mô tả thì nó đại loại là một thứ có nhiều vị lạ đa dạng và được thái mỏng. Nghe không hiểu gì nên sau đó họ đã đi mua sắm thử và mang về cho con. Cậu lúc này như một đứa có vấn đề về thần kinh khi nhìn hình chữ nhật trên tường là cái tivi. Ai nấy đều hiểu là cậu đang nhớ nhà nên quyết định làm gì đó cho con ăn. Maria đã ghé vào hỏi thì con đòi ăn hamburger. Do không rõ lắm nên Maria đã nhờ cậu viết ra nguyên liệu tuy đọc vẫn khá lạ nhưng maria sẽ cố làm thử dẫu biết là sẽ tốn kha khá tiền bạc nhưng công chúa quyết định chiều theo con một hôm họ sau đó đã đi chợ xong và công chúa đã sớm đến gọi con xuống ăn thử cậu vừa xuống dưới xem thì maria bằng cách nào đó mà đã tạo ra được coca lẫn hamburger cho cậu hương vị quen thuộc khiến cậu rất thích thú mà xin thêm nhưng khi cậu vào bếp xem maria làm kiểu gì thì thấy nơi đây như phòng thí nghiệm kết hợp với phòng chế thuốc của mấy bà phù thủy đã vậy còn có quái vật bay khắp phòng Quá sợ hãi nên con lại rút về phòng chơi game bằng trí tưởng tượng tiếp. Maria sau đó nghĩ vấn đề có lẽ không nằm ở hương vị, nhưng giờ họ lại nghĩ đến cái thứ hai mà con nói đó là manga. Quá lời lên mô tả thì Maria lại có thứ để đưa cho con. Cậu nhận được thì mở ra xem và rồi xịt máu mũi khi đây là tạp chí người lớn. Cậu sau đó đã dùng chăn để che mắt mà chơi game tiếp khiến ai nấy lại phải dối não không biết con cần gì. Lên đã quá mệt với việc này nên quyết định đưa con đi chơi một chuyến. Lên sau đó đưa cậu đến một sòng bạc nhưng thứ họ chơi không phải trên này mà là ở dưới nên đã dẫn cậu đến một đấu trường ngầm nơi đó cậu có thể đặt cược cho võ sĩ mà cậu tin là sẽ chiến thắng và hiện tại đây thì đấu sĩ mang mặt nạ này chính là ứng viên cho chức vô địch ông sau đó đã dẫn con đến chỗ mua vé cược nhưng chỉ lên đặt cược chứ ông không cho con đặt lúc ngồi ở phòng chờ con liên tục hỏi tại sao bản thân không được đặt cược thì chỉ vài phút sau các đấu sĩ cho trận kế tiếp đã được gọi lên sân và con cũng nằm trong số đó cậu bị đưa lên sân với ba kẻ vai u thịt bắp khác ứng cử viên cho chức vô địch lúc này nghe tin là thí sinh tham gia chung kết đã có mặt và người đó là con cậu đã đánh thắng ba người kia bằng cách chạy vòng vòng để họ tự đánh nhau rồi lao ra sút vào hạ bộ của người còn trụ vững sau cùng quản lý của ứng viên vô địch thấy con là người không thể xem thường ông ta sau đó ra bắt tay với lên để cùng chiêm ngưỡng trận đấu tuyệt vời nhất con sau đó lên sân và thấy bên kia vác theo cưa máy cậu phàn nàn thì bên kia cho rằng cậu cũng cầm kiếm nên như này là hòa Thế là cậu sau đó phải cắm đầu chạy vì bị cưa chúng thì chết là cái chắc. Lên muốn cậu đánh như lúc đánh với Eric thì cậu cho rằng hai tên khác nhau một trời một vực. Cậu sau đó đã lâm vào đường cùng mà rút chùy ra đánh bay cái cưa máy. Nhưng cậu sau đó lại bỏ cuộc và chuồn khỏi sàn đấu khiến ai nấy xem trận đấu đều phẫn nộ. Lúc trở về, con cho rằng cả ba người kia đang cố lợi dụng cậu để kiếm tiền. Cậu chỉ nhớ nhà và tuổi thân để họ quan tâm cậu hơn chút xíu mà họ lại lôi cậu ra để trục lợi. Vài ngày sau. Cả nhóm có đi ngang qua một lâu đài bị bỏ hoang và quyết định ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau. Lúc lên đường thì con liên tục than vãn việc đau lưng do ngủ ở lâu đài bỏ hoang kia. Bất ngờ một viên đạn pháo bắn đến và lên đã kịp đưa cả nhóm tránh khỏi viên đạn đó. Eric thấy viên đạn đã hụt nhưng ít nhất đó là đã một pha mở màn đẹp. Quân của Eric sau đó tràn lên và lên cũng con đã đứng ra cản chúng lại. Eric sau đó cũng đến và đấu kiếm với con nhưng vụ nổ từ việc hai vũ khí vung vào nhau đã khiến một vụ nổ xảy ra và làm cả nhóm của con bị rơi xuống dưới vách đá. Lên đã nhảy xuống theo cả nhóm và con sau đó cũng đã sớm tỉnh lại, công chúa và Lên vẫn an toàn và họ còn phát hiện thêm cả tóc đen cũng bị rơi xuống đây chung. Còn bên Eric thì lúc này đã bắt được Maria và đem về trại để tra hỏi. Maria liên tục thể hiện việc bản thân là một tên ngốc và mê trai để phe Eric chủ quan, từ đó câu thêm thời gian để bên con hành động bên con lúc này cũng đã trói tóc đen lại và anh ta sẽ không khai thứ gì cả thế là công chúa đã đi đến dẫm cho mấy cái thì con liền cản lại vì cách này không có tác dụng với một tên khổ dâm maria lúc này bị đang bị hỏi cung nhưng maria liên tục thể hiện bản chất mê trai và ngốc nghếch của mình để khiến bên eric không thể ép cung được điều gì tóc đen cũng quyết định kín miệng bằng mọi giá nhưng khi con bắt đầu hỏi chuyện và hỏi xem ngoài eric ra thì có ai mạnh hơn anh ta hay không anh ta cho rằng bản thân chỉ thua mỗi eric còn ba người kia thì một người có điểm yếu là phụ nữ một người thì là con sâu rượu còn người nữa thì quá trẻ người non dạ thế là khi không con lại biết được điểm yếu của ba người còn lại chỉ tiếc là không dụ được để lấy thông tin về khẩu pháo con sau đó nghĩ ra được một cách để đối phó với bên eric vì có thể bên kia cũng đang giữ maria đội tuần tra của eric sau đó trở về và báo là đã tìm được tóc đen bị trói ở trong rừng và còn có một tờ giấy dán sau lưng eric đọc xong thì biết con đã hẹn gặp một lần để giải quyết tất cả eric sau đó cũng thả maria đi xem như đáp lễ lại và maria nhận thấy eric có gì đó rất giống bản thân maria nhìn xuống dưới thì eric bị giật mình mà bảo maria đi lẹ maria sau đó đã trở về lâu đài bị bỏ hoang kia và gặp lại nhóm con cậu bảo maria vào phụ chuẩn bị vì cậu cần phải tiếp đón đám của eric eric và người của hắn sau đó đã đến lâu đài và quyết định xông vào con đã vẽ sẵn mũi tên chỉ dẫn và eric đã đi theo và rồi đến một căn phòng có một cái ghế tập tóc đen thích thú chạy lại ngồi thử thì kích hoạt bẫy và bị đè trùng chân. Đi một đoạn nữa, trước mặt có một cuốn tạp chí. Ai nấy đều biết đây là bẫy nhưng tóc đỏ đã bước lên và tuy vẫn bị cám dỗ nhưng tóc đỏ đã giật lấy rồi lùi lại, nghĩ là thoát được thì lại bị một cái chậu sắt rơi vào đầu. Đến căn phòng tiếp theo thì là một đống rượu, nhưng tóc đỏ rất tỉnh khi bắn vỡ hết để tóc vàng không dính phải, người của Eric liên tục dính bẫy trong lâu đài. Eric và bốn hầu cận sau đó đã đến được căn phòng cuối cùng và bị con đổ một đống chất bôi trơn lên người cậu liên tục buông lời thách thức eric và rồi còn khiến cả nhóm rơi xuống eric lúc này muốn con ra mặt đối đầu cho đàng hoàng cậu cũng chiều theo mà ra mặt và đe dọa eric nếu còn bước thêm một bước thì mọi thứ sẽ phát nổ nhưng eric đã dùng kiếm và tung một nhát từ xa để tiêu diệt cả công chúa và con ai nấy sau đó đều nghĩ con và công chúa đã chết nên quay đầu ra về pet sau đó cũng tỉnh dậy trong đống đổ nát và thật sự nghĩ cả hai đều đã chết thật những ngày sau đó Người của Eric cũng kỹ lưỡng giám sát Maria và lên để xem cả hai có động thái gì bất thường hay không. Tóc đỏ và tóc vàng đã thấy cả hai đến một quán trọ và ở lại tại đó. Và lý do bên Eric còn nghi ngờ là vì con vốn rất gian xảo nhưng giờ lại chịu chết dễ dàng như vậy thì quả là không đúng chút nào. Tóc vàng vốn đi theo là để đảm bảo tóc đỏ không lén bỏ bê nhiệm vụ để đi chơi với những cô gái nơi đây. Đêm đó, cả hai quan sát thì thấy Maria và Len không hề có động thái đáng ngờ gì. Đến sáng hôm sau lên và maria vẫn ở trong phòng và tóc vàng và tóc đỏ thì liên tục cãi cọ nhau về việc tóc đỏ muốn vừa đi chơi vừa làm nhiệm vụ nhưng tất nhiên là tóc vàng không chịu họ sau đó thấy lên và maria ra ngoài nên đã bám theo vừa đi theo thì thấy cả hai đã tách ra nên mỗi người đã theo dõi một mục tiêu tóc đỏ đi theo lên và nhận thấy ông có vẻ vẫn chưa biết gì lên sau đó đến một quán cà phê và gặp một người đàn ông ở đây lên đã đưa tiền cho người này và sau đó mỗi người một nơi tóc đỏ quyết định bám theo người đàn ông mới này và đi theo lên núi do sương mù khá dày nên tóc đỏ sớm lạc mất người đàn ông kia nhưng khi đi theo hướng người đàn ông kia đi thì tóc đỏ phát hiện một nghĩa trang lúc trở về tóc vàng báo là cả hai đã về lại quán trọ và khi nghe việc tóc đỏ để lạc mất mục tiêu thì tóc vàng đã chê là tóc đỏ thảm hại tóc đen và tóc xanh lúc này thấy có hơi chán vì đã mất kẻ thù để có động lực chiến đấu ai nấy cũng nghĩ eric sẽ cảm thấy tương tự nhưng khi eric vào lều thì hắn lại cười phá lên đã là ngày thứ ba tóc đỏ và tóc vàng theo dõi lên và maria Nguyên cả ngày trời lên và Maria gần như chẳng làm gì ngoài ở trong nhà trọ khiến tóc vàng và tóc đỏ cũng chỉ biết chán nản. Đến đêm, tóc đỏ đã đề nghị ra ngoài đi điều tra về tên mà bản thân để lạc mất trước đó. Ban đầu thì có vẻ là đi dò la tin tức thật, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy mà đi vào quán rượu và lại vui vẻ cùng một cô gái để rồi say bí tỉ ở quán cả đêm mà không trở về. Ngày thứ tư, tóc đỏ đã bị tóc vàng đấm cho một trận và cấm túc ở trong phòng cho đến khi hết nhiệm vụ theo dõi. Nguyên ngày hôm đó vẫn chẳng có động tĩnh gì cho đến tối đó tóc đỏ thấy maria ra ngoài nên liền ngay lập tức bám theo anh ta bám theo maria đến một quán rượu và nghĩ là nơi đây sẽ chính là nơi có thể gặp lại con và công chúa nhưng maria đến đây đơn giản là chỉ để uống rượu giải sầu tóc đỏ ngồi sau kia cũng phải gọi rượu uống liên tục cả anh ta và maria đều liên tục uống cho đến khi tóc đỏ là người say trước nhưng maria vẫn chưa có dấu hiệu gì là bị say chịu không nổi nên tóc đỏ đã tự giác tiến đến ngồi chung với maria và nói thẳng là không có ý định đánh nhau nên maria không cần rút súng maria cho biết bản thân đã thua và không thể làm tròn được nhiệm vụ quan trọng nên giờ chỉ còn cách uống cho quên đi dù bên họ có theo dõi bao lâu đi chăng nữa thì bên maria cũng đã biết từ trước có điều dù họ có theo dõi thì cũng chẳng để làm gì vì giờ maria và lên chỉ còn biết làm những gì mà bản thân có thể maria sau đó đã ra về và đấm tóc đỏ một cú xem như trả cho việc họ đã giết công chúa và con sáng hôm sau tóc đỏ đã bảo tóc vàng dọn đồ trở về vì có vẻ lời maria nói là thật nhưng rồi đột nhiên tóc đỏ nhớ ra việc maria đã biết việc họ theo dõi cả hai ngay từ đầu nên liền quay ra xem thử thì lên và maria đã rời đi cả hai liền hối hả đi xem và rồi tóc đỏ nhớ ra nghĩa trang trước đó nên kéo tóc vàng đi xem nhưng đến đó thì chỉ thấy lên và maria đang làm lễ tang cho hai cái quan tài do đó tóc vàng và tóc đỏ đã nghĩ là con cùng công chúa thực sự đã chết nên quyết định kết thúc nhiệm vụ và trở về sau ngày hôm đó maria và lên đã rời đi và quả nhiên con và công chúa vẫn chưa chết ta sau đó gặp một cô gái là miranda cô là một người vui tươi yêu đời và có hơi tăng động quá mức cô đã đến than phiền với bố mẹ về việc hôm nay tóc cô hơi xấu và cô sợ sẽ bị người khác xem là xấu xí nhưng bố mẹ đã an ủi cô nên cô quyết định sẽ sang nhà bà một chuyến tuy bố mẹ không nghĩ đây là ý hay nhưng cô vẫn quyết định đi thăm bà mẹ đã định nói ra gì đó thì bố đã cản lại lúc miranda đi ra đường cô bị người dân trong làng xa lánh và cô có vẻ không hề nhận thức được việc này. Con lúc này đã ngồi tự mãn về kế hoạch giả chết mỹ mãn của bản thân, sự thật là trước đó. Họ đã dùng tấm gương lớn trong lâu đài kia để phản chiếu và đánh lừa nhóm Eric. Đã vậy tài năng diễn xuất của Len và Maria cùng đám tang giả kia mới là thứ chốt hạ. Vì đã cắt đuôi được nhóm Eric nên giờ họ có thể tự tin là sẽ không bị phiền nữa. Con sau đó đột nhiên đau bụng dữ dội khiến cậu không hiểu bản thân bị làm sao. Vì cậu không ăn gì lạ, cũng không có cảm giác muốn đi vệ sinh, còn với Miranda cô đã sang nhà của bà và cho bà mắc nghẹn với chiếc bánh. Cô thì tranh thủ đi lau nhà để bà không bị vi khuẩn xâm nhập. Bà đã cố với lấy cốc nước bên cạnh thì bị cây chổi của cô gõ chúng mà lăn ra bất tỉnh. Cô sau đó ra ngoài thì vô tình đụng chúng nhóm của con. Tiếng xét ái tình đã đánh chúng Miranda và khiến cô có một cái nhìn mơ tưởng về con. Cô nghĩ cả hai sinh ra là dành cho nhau và khi nghe việc cậu đang bị đau bụng thì cô lại xem đó là bệnh nan y mà cho rằng cuộc tình này thật éo le khi con sắp phải lìa xa trần thế. Cô không chấp nhận điều đó nên đã bám theo con. Con lúc này được chỉ dẫn cho đến gặp bác sĩ thì Miranda đã bám theo và bắt đầu suy diễn như thể cô và con đã có một mối tình đẹp từ lâu và giờ là lúc phải chia xa. Thế là cô tin một cái tát sẽ thứ giúp con tỉnh ngộ, cô lao đến đấm liên tục vào mặt con và rồi chạy đi với lòng tin là cậu sẽ không tiêu cực về cuộc đời nữa. Con sau đó trở về than vãn với cả nhóm về việc bị đánh. Ai nấy đều nghĩ cậu hẳn là phải làm gì người ta thì mới bị đánh nhưng cậu còn chưa làm được gì mới đúng. Thế là sau đó maria phải đi chung với cậu đến bác sĩ và miranda xác định luôn maria là tình địch của bản thân đã vậy còn xem con là một tên gian xảo đi lừa dối tình cảm của cô nên cô đã vác một thanh đại kiếm lao đến tấn công con cậu may mắn né được nhưng cô lại bị ngã nên cậu đã đưa tay đỡ lấy nhưng cô sau đó thấy maria bị lộ hàng nên gọi con là đồ bỉ ổi mà chạy đi cậu sau đó cũng được đến khám bác sĩ và biết bản thân chỉ bị ngộ độc nhẹ cậu sau đó ra về thì bị maria chất vấn vụ của cô gái vừa nãy nhưng cậu quả thật là không biết gì trên đường về, Miranda một lần cho rằng bản thân đã hấp tấp mà tấn công con và xem việc cậu lăng nhăng là để cô từ bỏ cậu và đi tìm hạnh phúc mới. Thế là cô một nửa tìm đến tấn công con. Cô muốn con hãy bày tỏ với cô nhưng cậu còn méo hiểu cô đang đề cập đến việc gì. Cô sau đó quay lưng lại để chờ cậu bày tỏ thì cậu lại chạy đi. Cô đã phóng một dao vào đế giày để ngăn cậu bỏ trốn và tuyên bố thách đấu với cậu. Cả hai sau đó ra bãi cỏ để đấu với nhau dưới sự chứng kiến của nhóm lên. Miranda sau đó đã mở màn trước và lao lên vừa đánh cô vừa cho rằng bản thân và con đã quen nhau trước đây và còn từng có một cuộc tình đẹp. Và giờ cô sẵn sàng bắt đầu lại cuộc tình đó, công chúa nghe từ lần nữa thì bắt đầu nghi ngờ con mặc dù cậu cố giải thích là bản thân không quen biết gì cô gái này. Cậu sau đó bị Miranda ao trình mà đành chấp nhận cúi đầu nhận thua. Cô cho rằng một tên yếu đuối như cậu thì không xứng đáng để làm người yêu của cậu nên đã từ bỏ, quay lại với nhóm con. Lên lúc này đang đi thuê thuyền để đến nơi tiếp theo nhưng bị ép giá nên ổng từ chối thuê mà bực bội bỏ về. Lúc về với hội thì con thắc mắc sao lên bùi xỉn vậy trong khi ông có đủ tiền để thuê lại cả thuyền, nhưng ông chỉ chấp nhận đi khi không bị ép giá. Thế là sau đó ai nấy đều nghĩ là nên đi vòng luôn thay vì đi nhanh bằng đường biển. Con không chịu vì cậu muốn biết cách trở về nhanh nhất có thể. Nhưng giữa việc đi vòng và đi bằng đường biển thì cũng chỉ chênh nhau ba ngày nên ai nấy đều khuyên cậu cứ đi vòng chung với họ vì trên đường biết đâu lại gặp nhiều chuyện thú vị. Họ sau đó chia ra đi mua đồ và hẹn một tiếng sau gặp lại ở đây con đã chia ra để đi tìm nhà vệ sinh do cậu đang cần giải quyết đột nhiên cậu gặp một tên thuộc hạ của eric nhưng vì đang say nên hắn nghĩ bản thân nhìn nhầm con còn con thì sau một lúc nghe có nghe thấy tiếng ai đó cậu đã lần theo âm thanh và đi tìm thử thì phát hiện pet đang báo cáo lại cho ai đó nó vừa cất máy liên lạc và quay lại thì thấy con đã ở sau lưng nó giả ngu không biết gì nhưng cậu rất chắc chắn về việc bản thân đã thấy được cậu lắc mạnh quá khiến nó đột nhiên bất tỉnh rồi sau đó nôn vào mặt cậu một bãi cậu sau đó đi rửa mặt thì tóc xanh và một người nữa dưới trướng eric đã thấy cậu nhưng họ vẫn nghĩ có lẽ cậu chỉ là ảo ảnh cậu sau đó đã đích thị nghe được giọng của pet nó đổ lỗi là do cậu nên nó mới nôn như vậy cậu sau đó thì bắt nó khai ra nó thật sự là gì nhưng nó cho rằng cậu chỉ là một tên nhóc và không làm được gì nó cậu sau đó đã quyết định cho nó trải nghiệm mấy trò bdsm khiến nó phải chịu thua nó sau đó đã cho cậu một câu đố để cậu tự giải mã cậu giải xong thì ý nghĩa của câu đó nói rằng pet là cha cậu nó cũng nhận vơ như vậy nhưng hiển nhiên là cậu sẽ không chấp nhận. Vì cậu và nó khác loài với nhau, thế là nó bịa ra một câu chuyện rằng hồi xưa lúc con mới được sinh ra thì nó đã tổ chức một bữa tiệc lớn. Nhưng một phù thủy hắc ám đã tức giận vì nó không mời tới bữa tiệc nên đã nguyền rủa con. Bét nhận là bản thân đã đứng ra che chắn cho cậu nên mới biến thành hình dáng này. Nhưng cậu không tin thế vì nó nghe như chuyện cổ tích. Nhưng nó đã kể tiếp là khi cậu lớn lên thì nhìn cậu như thiếu nữ. Và một lần chơi bóng thì cậu đã làm rơi bóng xuống hồ. Một con ếch biết nói đã tìm đến và ngỏ lời giúp cậu và muốn làm bạn. Đến tối đó, con ếch lại mò đến và muốn được cậu hôn. Nhưng cậu biết thừa cái kết của chuyện rồi nên pet lại giả bộ là bản thân già rồi nên lẩm cẩm. Cậu vẫn không tin nên dọa là sẽ ép nó thành sốt cà chua nếu còn khoác lác. Hết cách nên nó đành nói thẳng rằng cậu là người được chọn và nó được giao trách nhiệm đi theo trông chừng và cho cậu lời khuyên khi cần. Cậu vẫn không tin mấy lời nó nói. Một lúc sau đó, một thành viên nữa dưới trướng eric đang ngồi đọc tiểu thuyết lãng mạn thì đột nhiên thấy lên và con ngồi trong xe ngựa nhưng hắn nghĩ bản thân đang nhìn nhầm thôi con lúc này liên tục nói về việc pet có thể nói tiếng người nhưng trước mặt mọi người thì nó vẫn diễn và khiến ai nấy đều nghĩ con đang bị hoang tưởng nặng nên cần sớm đưa cậu đến kinh đô để cậu khỏi bệnh cậu biết bản thân đang bị xem như tên ngốc và pet thì không ngừng chọc tức cậu để khiến cậu trông như một thằng hâm hơn trước mặt mọi người con biết bản thân sẽ không cãi lại được nên quyết định sẽ chơi lại pet một phố Cậu thừa nhận bản thân đã sai khi cố gắng chứng minh Pet nói tiếng người nên sẽ không nhắc lại về việc này nữa, nhưng giờ cậu lại cho biết rằng cậu nhận thấy Pet gần đây hơi lạ trong người. Cậu đề xuất là giúp Pet kiếm một con sóc con bằng cách kiếm cho Pet một người bạn đời, cậu dí mặt Pet vào cửa kính và cho nó chọn giữa cừu hay mèo. Nhưng cậu nghĩ bản thân hơi quá nên lấy ra một con chuột không lông để làm lựa chọn khác cho Pet. Pet đã chạy lên đầu công chúa và cho rằng cậu đang tỏ ra ghê rợn nhưng cậu cho rằng Pet có lẽ đang bị bệnh vì giờ đang là mùa sinh sản mà nó lại không chịu kiếm bạn đời. Thế là con đề xuất thiến để nó không còn bị bệnh nữa, cậu vác kiếm đến và bảo Pet dáng chịu vì cậu chỉ cần một đòn là xong. Pet cố bỏ chạy và liên tục la hét và giờ thì công chúa mới nhận ra Pet nãy giờ đang nói tiếng người. Con giờ lại bất chấp không tin mà muốn thiến Pet đến cùng. Eric đi ngang qua thì bắt gặp cảnh con đang đòi thiến Pet thì giật mình vì nghĩ con còn sống. Nhưng Eric quyết định giả điếc và vờ như không nghe thấy gì cả. Không lâu sau, nhóm của con đã đến được một lâu đài di động. Lâu đài này sử dụng phép thuật nên có thể di chuyển thẳng đến kinh đô, còn trong lúc đó, nhà đương nhiệm đã gặp được một người là bộ trưởng bộ ngoại giao, đây cũng chính là người sẽ kết hôn với công chúa. Bộ trưởng nghe về việc công chúa đã bị ám sát nhưng nhà vua tin cháu gái mình vẫn còn sống vì cô bé có phúc rất lớn. Ông sau đó đã quay đầu rời đi và ta có thể thấy ông có trí nhớ khá thất thường lúc nhớ lúc quên bộ trưởng nghe tin công chúa còn sống thì quyết định sau người điều tra và trừng phạt đám phản loạn nếu việc công chúa còn sống là thật nhóm của con sau đó đã đến vương đô và họ sẽ phải leo tháp thêm một lúc nữa để đến gặp nhà vua tuy nhiên quá trình này khá nhanh vì có thang máy chuyên chở hoàng tộc lên đó vừa bước vào sảnh ai nấy đều thấy một đám già khẳng ở đây đây toàn là quý tộc thân thích với công chúa và nhìn họ như thể đang lăm le chiếm lấy ngôi vị này vừa gặp lại nhà vua Công chúa đã bước lên ý kiến và quả thật ông là một người nhớ trước quên sau khi hở ra là lại quên. Nếu không có cận thần bên cạnh nhắc thì ông chắc gần như chẳng nhớ được gì. Công chúa sau đó đã nhận được một cái mặt nạ hay vương miện gì đó để dùng trong lễ cưới. Còn về vụ của con thì cậu phải đến gặp nhà chiêm tinh ở phía Tây để kiếm được đường về thành phố trên trời. Cậu sau đó đã thấy ông vua này nói về việc cậu có một số mệnh gì đó, nhưng chưa nói rõ thì ông đã rời đi do bĩnh trong quần cậu sau đó cũng lui về với nhóm của công chúa và công chúa giờ sẽ phải đến nhà của hôn phu do đó con sẽ phải tự tìm đường đến ngọn tháp phía tây tiếc là phía tây có cả chục cái tháp nên cậu đành xin tạm cái bản đồ để tự đi cậu cho biết nếu bản thân tìm được cách thì sẽ về luôn chứ không đến chào họ một câu đâu nhưng họ cũng đã sẵn sàng tinh thần vì giờ họ không thể bám víu lấy cậu nữa cậu sau đó đã tự mình mò đường và rồi bị lạc thật cậu may mắn gặp lại pet và nó cho biết đây là khu tối và chuyên để bọn xã hội đen làm ăn nên nó cũng xuống đây để chốt đơn đặt khách. Cậu thú nhận việc bản thân đã không ít lần đối xử tệ với nó nên xin nó giúp cậu tìm đường ra khỏi đây, con sau đó đã nghe lời pet mà giúp từ chỗ này đến chỗ khác. Lúc đang đi trong một đường hầm nhỏ thì cậu phát hiện một tổ chức phản động nên pet đã lấy mặt nạ để cả hai đeo vào cho đỡ bị nhận diện. Nhưng cả sớm bị thủ lĩnh của đám phản động này phát hiện. Hắn đã kể cho cậu nghe mục tiêu của hắn và xem việc cậu biết lý do là cái cớ để thủ tiêu cậu. Cậu sau đó chạy đi thì lại bắt gặp thêm một đám phản động nhưng yêu động vật ông ta cũng phát hiện cậu và kể cho cậu nghe lý tưởng rồi xem đó là cớ để thủ tiêu cậu lại chạy thì lại gặp một tổ chức phản động nhưng là của bọn chuyển giới cậu lại được nghe lý tưởng rồi bị đuổi theo cậu chạy ra được bên ngoài thì thủ lĩnh của ba phe đã tập hợp lại và quyết định đánh nhau để giành quyền tự trị vương quốc con đã tranh thủ trốn đi và càng ngày thì càng có nhiều thủ lĩnh của các tổ chức phản động đứng ra đánh nhau con sau đó đã cùng pet đến được tòa tháp của nhà chiêm tinh vừa đến đây thì cậu đã gặp được nhà chiêm tinh đó nhưng ông không biết cách lên thành phố trên trời được đột nhiên một giọng nói vang lên bảo cậu phải đến nhà của hôn phu công chúa ở đó cậu sẽ có cách đến được thành phố trên trời cậu không thích cái kiểu lòng vòng như này nên chạy đến thì bóng hình đó đã biến mất và trên đó quả thật là thành phố trên trời kia sáng hôm sau cậu trở về tìm công chúa thì cô nghĩ cậu đến tạm biệt nhưng cậu nói bản thân muốn tiếp tục đi cùng cả nhóm lên và maria lúc này cũng trở về và một người nữa cũng được gửi đến để hỗ trợ cả nhóm trên hành trình sắp tới và ba nhân vật tụ họp ở đây đều có vẻ quen quen ư ừ thì người xem chúng ta thì đều nhận ra được như nhân vật trong phim thì không tổ chức phản động lúc này nghe tin công chúa còn sống thì chúng biết chúng phải sớm thực hiện kế hoạch và tấn công đất nước từ nhiều phía và nhiều lĩnh vực vì giờ đây chúng đã chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch eric lúc này đã biết con còn sống thì kêu gọi người đến kinh thành để tính sổ cho cú lừa trước đó con thì giờ đây lại ngồi suy tư một góc cậu nhận thấy là chỉ cần đến đích thì hành trình của họ sẽ kết thúc và họ sẽ không còn lý do gì để đi chung nữa nhưng cậu vẫn thấy lo cho công chúa vì có vẻ cô không ưa gì cuộc hôn nhân này nhưng lên không để tâm vì việc của họ là hộ tống công chúa đến nơi an toàn cậu thắc mắc công chúa đâu thì lên cho biết cô bé đang học lễ nghi cho hôn lễ từ maria và trong lúc đó tóc xanh đã trà trộn vào cung điện vì trước đó eric đã bị lệnh đình chỉ và không được phép hành quân đến đây tuy eric bị đình chỉ nhưng tóc xanh không muốn ngồi im cậu ta muốn tự mình xử lý công chúa trước khi cấp trên hành động. Công chúa lúc này liên tục nghe Maria cả ngợi về bộ trưởng thì khá là khó chịu vì cô bé thấy ai cũng hành xử như nhau. Còn tóc xanh lúc này đã tìm được phòng của con và bắt đầu thấy cậu làm mấy trò nhìn như thằng dở hơi, cụ thể là nhảy nhót trên đệm khi chỉ mặc mỗi quần đùi. Rồi còn ngồi chồng mông ra cửa sổ và còn tưới vòng rồng xuống dưới. Cậu ta đã xông vào ngăn mấy cái hành động này lại nhưng vẫn không quên đeo mặt nạ để che giấu thân phận con đã hỏi thử về chồng sắp cưới của công chúa thì tóc xanh vẫn chưa gặp người đó bao giờ nên chịu con rất muốn can thiệp vào cuộc hôn nhân này cậu sau đó nhận thấy thanh niên trước mặt khá là quen nhưng cậu đã bị tóc xanh bắn cho một viên mà gục xuống tóc xanh sau đó đã rời đi còn bộ trưởng lúc này nghe tin tàu có một kẻ đột nhập bộ trưởng biết kẻ đột nhập là người của bên eric và dám chắc là lên đây để ám sát công chúa nên quyết định mặc kệ tóc xanh sau đó đi qua thì thấy lên đang chơi với mèo tưởng tượng nên đã chạy vào lên giờ đây cũng hỏi tóc xanh về bộ trưởng thường đối xử với gia nhân ra sao. Vì giờ ông cũng bắt đầu lo cho hôn nhân này của công chúa, nhưng khi lên vừa thấy tóc xanh có vẻ quen quen thì kết cục của ông lại giống con khi ăn một viên đạn. Tóc xanh sau đó đi ngang qua Maria thì đã gọi cô đứng lại để nói chuyện. Maria lại bắt đầu nói một đống thứ mà tóc xanh không hiểu nổi và khi Maria lại thấy cái mặt nạ này quen quen thì ngay lập tức ăn đạn nốt. Beth cũng không tránh khỏi số phận đó khi bước vào chỗ công chúa cô bé đã nhận ra tóc xanh và hắn cũng cho biết luôn là vệ sĩ của cô đã bị hắn xử hết tóc xanh thấy công chúa cao thượng đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu thế giới nhưng cô thấy khó chịu và đe dọa sẽ xử hắn con lúc này đã tỉnh lại cậu may mắn sống sót nhờ đống tạp chí giấu trong áo chạy qua phòng lên thì ông vẫn sống nhờ đồng xu trong người cả hai chạy ra ngoài thì gặp cả maria và cô cũng chỉ bị bắn trúng miệng đệm còn pet thì dính vài huân chương cả bốn sau đó chạy đến tìm công chúa thì thấy cô bé nằm bất tỉnh trên giường nhưng té ra là công chúa chỉ đang ngủ ai nấy sau đó không hiểu sao công chúa vẫn tai qua nạn khỏi được thì cô bé chỉ nghĩ là tóc xanh đọc được vài chuyện nên mới tự động bỏ về trước đó tóc xanh biết được việc công chúa làm những điều này là vì cô tin hạnh phúc của bản thân nếu đem so với hạnh phúc toàn dân là một cái giá quá rẻ với cả nếu giờ cô có bị ám sát thì vẫn còn nhiều người khác thay thế cô nên cô chẳng lo lắng gì thế là tóc xanh bỏ cuộc vì tóc xanh thích tra tấn nên không ưa việc làm nạn nhân hạnh phúc con nghe xong vẫn không hiểu lắm lý do tóc xanh bỏ về nên muốn công chúa trả lời. Nhưng cô chỉ nhìn ra cửa sổ và thấy tóc xanh nhắc về việc mạng của cô hiện tại là do hắn cho nợ và hắn sẽ đến đòi sau. Cuối ngày hôm đó thì họ cũng đã đến được lâu đài của bộ trưởng và hành trình của con cũng đã sớm kết thúc. Tuy nhiên từ giờ đến lúc diễn ra lễ cưới vẫn còn một tháng nữa nên công chúa sẽ còn sai khiến con từ giờ cho đến lúc đó. Họ sau đó đã vào lâu đài của bộ trưởng và gặp được quản gia trưởng của anh ta ở đây. Quản gia đã sắp xếp và bố trí phòng cho họ. Con đã hỏi bộ trưởng đâu vì cậu có việc cần hỏi ngài ấy, nhưng quản gia cho biết gia đình đôi bên không được gặp nhau cho đến khi học xong toàn bộ nghi lễ. Con đã hỏi về cách lên thành phố trên trời thì biết ở khu vực này có một nơi nghiên cứu về cách lên đó, nhưng thông tin này là tuyệt mật mà quản gia không được phép nói ra. Nhưng khỏi cần ổng nói thì Pet cũng đã tự mua thông tin và biết được vị trí của nơi đó. Pet sau đó dẫn cậu đến viện nghiên cứu ở nơi đây và cậu cần giấy phép để vào, nhưng cậu không đi vào mà bò vào cậu sau đó gặp một cô tiếp tân và cô hỏi cậu cần gì cậu nói việc bản thân là một chiến binh và muốn lên trời thì cô gái liền bật cảnh báo và khiến cậu bị bắt cậu sau đó bị ném vào một căn phòng và gặp được một người có thể cho cậu lời giải miễn là chứng minh được việc cậu là một chiến binh phép thuật cậu lấy kiếm ra và bắt đầu biến đổi nó nên bức tường trước mặt đã mở ra trước mặt cậu là một đứa nhóc nhưng lại là chủ của nơi này cậu không tin đây là người đứng đầu nên la lối để người thật ra mặt nhưng sau khi nghe lý thuyết từ cậu nhóc này thì cậu đã ngờ ngợ tin đây là người đứng đầu thật nhưng cậu muốn có thông tin thì phải trao đổi đó là cậu sẽ phải làm vật thí nghiệm cho cậu nhóc cậu nhóc sau đó đã dàn vài miếng lên người con và bắt đầu cho hai cô gái đi vào cậu nhóc muốn xem chiến binh như con có mấy phản ứng như người thường hay không thì quả nhiên là vẫn có cậu sau đó bị đưa đến thí nghiệm hai là ở hồ bơi cậu bị đưa xuống hồ và hai cô gái lại đi đến và cột tay cậu vào đá rồi đẩy ngã cho cậu chết đuối khi nhận thấy cậu cũng có thể chết đuối như người thường thì con đã lật lọng và đòi thông tin ngược lại từ cậu nhóc, cậu nhóc cho con hỏi hai câu và cậu đã hỏi cách lên trời thì cậu nhóc chịu. Cậu hỏi về phi thuyền ngoài kia thì cái đó chưa đủ mạnh để lên thành phố trên trời được. Hết hai câu mà con vẫn chưa được thông tin gì hữu ích khiến cậu rất bực mình. Còn với công chúa, cô không biết bao giờ con mới tìm được câu trả lời nhưng e là thời gian để cậu trở về được là còn khá lâu. Còn con lúc này vẫn tiếp tục làm vật thí nghiệm sau hàng loạt bài thí nghiệm hành xác thì cậu được hỏi tiếp 4 câu, cậu hỏi về những thông tin của thành phố trên trời thì biết nơi đó có vẻ hoạt động và bay được là nhờ ma thuật, cho nên nơi đó chắc chắn là do con người tạo ra chứ không phải thần thánh, tuy nhiên mỗi nơi lại có một ghi chép khác nhau về thành phố đó nên chẳng có gì là chắc chắn cả. Cậu sau đó hỏi thêm vài câu linh tinh khác và lại bị cậu nhóc nghiên cứu này gài cho chẳng thể hỏi thêm được gì có ích. Cậu sau đó lại phải tiếp tục làm thí nghiệm kiểm tra độ thông tin và trí tưởng tượng ra sao tất cả đều cho thấy cậu chỉ là một tên bình thường và không có gì quá đặc sắc nhưng cậu đã được hỏi thêm hai câu và cậu muốn biết bí mật quốc gì về thành phố trên trời đó được biết là đã từng có người làm ra được lối đi từ mặt đất lên thành phố trên trời đó tuy nhiên lối đi đó đã bị che giấu và hiện không ai biết vị trí của nó ở đâu con hỏi cậu ta có biết cậu thì cậu ta cũng chịu thế là con quyết định bỏ về vì cậu hết thứ để hỏi rồi nhưng cậu nhóc đã lao đến và bắt đầu dùng ánh mắt dễ thương của một đứa em trai nhằm cầu xin con ở lại cậu lưỡng lự một hồi để rồi bị nhóc ta cho người chói tay lại cậu sau đó bị đưa lên bàn mổ vì cậu nhóc tin chiến binh phép thuật như cậu có bộ phận gì đó khác với con người và vì thời này chưa có máy mười quang nên cậu xác định là bị giải phẫu nhưng pet đã ngắt điện và đến cứu cậu thoát ra cả hai sau đó bị quân lính bao vây nhưng con đã đập tường để thoát ra cậu trai nghiên cứu vẫn gọi cậu trở lại nhưng nằm mơ cậu mới tìm đến lần nữa trong lúc đó tóc xanh vừa về thì thấy ba đứa kia đang tự hành xác để trừng phạt cho việc làm eric bị đình chỉ một đứa thì tự treo mình lên, một đứa thì ngăn bản thân đi chơi gái. Còn một đứa thì ăn cay thay cho uống rượu. Eric lúc này đã chán ngồi không nên quyết định từ giờ sẽ hành động độc lập và nhờ tóc xanh đi bảo ba đứa kia dừng lại được rồi. Con lúc này đã phải theo công chúa đến dự buổi học về 18 nghi lễ hôn nhân. Và nghi lễ cuối lại có tên của thành phố trên trời khiến con phải hỏi ông ta nghi lễ đó là gì. Ông ta không trả lời mà bắt cậu phải học đến đó thì mới biết được cậu không hiểu sao bản thân phải học chung thì biết được người hầu cũng có thể giúp công chúa thực hiện nghi lễ nhanh hơn đầu tiên là chặt cây lên đã chặt trong một nhát rồi để maria cắt tỉa và việc con là đưa thanh gỗ này xuống núi cậu sau đó phải lướt trên con suối bằng khúc gỗ này cậu bị rơi thẳng xuống thác nước mà gần như chẳng thể làm gì lúc lết lên bờ cậu thắc mắc rằng đây là nghi lễ mà công chúa phải thực hiện vậy mắc gì cậu từ một kẻ không liên quan lại phải tham gia cái này quản gia cho rằng đây là nghi lễ và nghi lễ là định nghĩa của một hành động cổ xưa truyền lại để đời sau làm theo và khi cậu hỏi tại sao cậu lại phải làm thì đơn giản vì nó là nghi lễ con sau đó đã phải xếp một hành giàng domino và cho ta biết về mấy cái nghi lễ trước đó sau nghi lễ đầu tiên cậu phải khắc thân gỗ đó thành hai con thiên nga cậu không thể cãi lại cái phong tục này nên vẫn cắn răng mà làm để rồi bất lực cậu sau đó còn phải khiêu vũ cạnh đống lửa và đến sáng thì chóng mặt mà nằm bất tỉnh nhóm lên thì phải nhặt cho để con sau đó phải dùng cho để vẽ ra hình y như trên giấy này sau một thời gian cắm mặt xuống đất để vẽ hình thì cậu đã bắt đầu hoang tưởng về vũ trụ. Để rồi tác phẩm của cậu bị phá hủy trong sự nuối tiếc và giờ thì đến cái xếp domino này. Cậu đã xếp không biết bao nhiêu cái để rồi trầm cảm mà chạy đi hét lên một tiếng thật to cho đã. Cậu gặp lại Maria và cô cho biết là cậu phải xếp đủ 4 triệu 500 nghìn khối mới đủ. Nhưng cậu thấy quá đủ rồi và sẽ không làm theo mớ phong tục này nữa. Maria lúc này lại làm nhảm về việc bản thân ghen tị với công chúa khi công chúa có thể được trải nghiệm lễ cưới thứ mà maria cả đời có lẽ sẽ không cảm nhận được ở từ xa nhóm của eric đã bắt đầu quan sát con và không biết cậu lúc này đã biết việc chúng đang theo dõi cậu hay chưa bên con có thể chưa biết hoặc cũng có thể biết rồi nhưng đang vừa như chưa biết để dụ eric hành động trước vì mấy nghi lễ gần đây chúng đều có mặt để phá đám cậu ở nghi lễ đầu tiên là cưỡi khúc gỗ tóc đỏ đã dự định cho một cô gái quyến rũ đứng ra để làm con phân tâm mà rơi khỏi khúc gỗ nhưng do không có nữ nên mấy tên được dựa đều ra mặt để khiến con mất tập trung nhưng cậu lao đi quá nhanh nên chẳng thấy gì ở phần khác thiên nga thì mấy thanh niên bẩn bựa này lại mặc váy thiên nga để cho con liếc thấy nhằm khiến cậu khác sai nhưng kế hoạch này cũng thất bại đến khúc lửa chạy thì cả năm người đều ngồi sau đống lửa để nói chuyện mà quên mất nhiệm vụ đến sáng khi con ngồi vẽ cho thì Eric đã ngứa mắt khi thấy cậu làm sai Bebes bé bé nên đã phải đi ra sửa tuy con nhận ra Eric nhưng vẫn quyết định để Eric giúp và sau này cả hai sẽ lại có cơ hội giao chiến và khi Eric trở về thì ai nấy đều trách là Eric làm vậy để được gì và giờ ở vòng xếp domino này thì Eric dự định sẽ lại phá đám bằng cách mua sạch domino trên thị trường. Nhưng khi ra chợ thì mới biết giá domino đang tăng chóng mặt vì bên nhà bộ trưởng đã đặt mua hết và cả nhóm thì chỉ được vài đồng dính túi. Do họ tách ra làm độc lập nên cấp trên không còn cấp tiền viện trợ nữa. Họ định xin nhà Eric tài trợ nhưng Eric cũng không một xu dính túi. Đột nhiên họ gặp được một ông lão bán domino. Nhưng cả nhóm không có nhiều tiền nên Maria đã lên tiếng mua hết domino của ông. Hai bên sau đó tranh giành ông lão bán hàng tội nghiệp nên con đã lao vào can, nhưng rồi cậu cũng nhúng tay vào việc để cả hai kéo ông này. Cả hai kéo quá trời để rồi một thứ màu đỏ tóe ra, Maria sau đó đã bị vấp té và ngã vào Eric. Cả hai lăn vài vòng và vô tình chạm trúng điểm quan trọng của đối phương và nhờ vụ tai nạn này mà nhiều thứ sẽ còn xảy ra về sau, còn chất đỏ ban nãy chỉ là chai rượu của ông lão. Không lâu sau đó, nghi lễ thứ 14 là nhỏ mắt từ trên cao xuống của công chúa cũng đã hoàn thành nhưng khi vừa có thời gian để nghỉ xả hơi một lúc thì cọng tóc đầu tiên của công chúa lại dựng lên con hốt hoảng nhưng lên đã che miệng cậu lại để cậu không nói tầm bậy họ sau đó rủ nhau đi hát karaoke và con không nghĩ thế giới này hiện đại đến mức có mớ này nhưng cậu đã nhầm khi cái trước mặt không phải tv mà là có người lùn ngồi trong đó chơi nhạc cụ công chúa bắt đầu khó chịu và sắp mọc cọng thứ hai thì maria đã phải đi gọi món gấp và hỏi công chúa thích gì maria lúc này không còn giữ nổi giọng nữ nữa mà gần giọng ép tiếp tên phải đưa món lên thật nhanh nhưng ăn xong đợt đầu tiên thì công chúa vẫn dở tiếp menu ra làm Maria lại phải gấp rút gọi thêm. Đồ ăn sau đó cũng được mang đến và con muốn công chúa đứng lên hát. Nhưng Maria đã giành lấy và lên cho biết là không được để công chúa hát trong tình trạng này. Vì trước đây lúc sự việc này xảy ra, công chúa đã khiến mấy chục người phải ngồi nghe cô bé hát suốt mấy chục tiếng liền và mặc cho việc hát liên tục vấp thì công chúa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Sau vụ đó, 17 người đã bất tỉnh nhân sự còn 64 người thì phải nhập viện cấp cứu khán phòng thì sụp đổ và mất hai tháng để xây lại sau đó lúc maria bắt đầu hát bài đầu tiên thì con đã nhận thấy đây không hề giống một quán karaoke dùng để giải stress tí nào công chúa sau đó đã tắt nhạc vì nó không hay thế là maria phải đổi bài khác maria đã hát một bài về giới tính đôi của bản thân và con hiểu ra là họ sẽ phải hát về sự xấu hổ của bản thân và chấp nhận việc bị áp lực đè lên con sau đó đã hiểu và chấp nhận ngồi nghe bên eric lúc này nghe tiếng ồn thì định qua đập cửa để chấn chỉnh lại nhưng ai nấy đều cản vì họ đến đây giải trí chứ không phải để làm phiền và gây sự với người ta quay lại với con maria đã hát xong còn cậu thì lấy lý do bản thân không biết chữ ở đây để trốn tránh thế là lên phải lên hát ông đã tu một chai rượu để vứt bỏ áp lực và chạy lên hát về mèo nhưng con không thể xem bản thân đã ở vùng an toàn được vì maria đã ra hiệu cho cậu lấy chống lắc để dùng cậu đã đệm thêm và rồi đột nhiên sau khi lên hát xong thì công chúa phát hiện ra cơ chế tính điểm của karaoke thế là cô bắt pet phải hát cho cao hơn điểm của lên còn không là cô quẳng nó và nồi súp vừa dứt câu thì maria đã phải gọi tiếp tân mang đến một nồi súp áp lực tăng cao khiến con muốn làm gì đó để giúp pet nhưng nếu cậu để tạp âm lọt vào thì điểm sẽ bị hạ thấp nên giờ chỉ còn cách cầu trời cho pet tai qua nạn khỏi nhưng khi hát thì ai nấy đều để ý là pet hát khá hay có điều nó hay phạm lỗi là nhập tâm quá để rồi đọc ra mấy từ ngữ cửa miệng mà không có trong lời nhạc, từ đó sẽ bị tính là sai lời. Và rồi đến cuối cùng, Pet vừa nghĩ bản thân đã hát rất hay rồi thì con và những người khác đều chia buồn cho Pet. Công chúa sau đó đã yêu cầu tính điểm và phải đủ 80 thì Pet mới được sống. Vừa lên đến 70 thì điểm dừng buộc lên phải ném miệng thịt vào ô 80 và lừa công chúa là đèn đã đỏ ở 80 nên Pet đủ điểm, công chúa không nhìn rõ lắm nên con phải chạy đến che lại miếng thịt sắp rơi nên maria đã phải bắn vỡ tv để cứu pet bên eric lúc này thì ai nấy đều say và bắt đầu điên điên khùng khùng eric sau đó đã phải ra ngoài đi vệ sinh và hét lên về việc bản thân muốn được hát con đi qua có nghe nhưng cũng mặc kệ quay lại với cả nhóm eric đã quyết định dành phần để hát nhưng ai nấy cứ giật qua giật lại chiếc điều khiển và còn bắt đầu điên điên khùng khùng nặng hơn con lúc này trở về phòng thì biết địa ngục đang chờ trong kia nên quyết định bỏ về và nếu có bị hỏi thì cứ bảo là đi lạc nhưng cậu vừa nghĩ là bản thân thoát được khỏi địa ngục thì địa ngục đã kéo cậu trở lại cả nhóm sau đó phải ngồi chịu đựng giọng hát tra tấn của công chúa và không có cách thoát ra eric thì vừa có cơ hội để hát khi đám kia đã ngủ hết thì bên tiếp tân báo là họ sắp đóng cửa không lâu sau thì nghi lễ cuối cùng đã diễn ra đó là trọi tê giác kéo xe thì đại loại nó như nào thì y như cái tên đã mô tả công chúa và bộ trưởng giờ đây cũng đã chính thức gặp nhau và maria thì không thể ngừng khóc còn con thì chán nản vì sau cùng nghi thức mà cậu tưởng là hy vọng té ra lại chẳng có gì. Eric lúc này cũng biết họ đã thất bại trong việc ngăn cản đám cưới, đồng thời họ cũng không biết sao tổ chức lại cố tình đình chỉ họ để khiến lễ cưới này diễn ra thuận lợi. Và vì thế nên tóc xanh sung phong đi điều tra tổ chức. Tóc đỏ sau đó đi theo thì tóc vàng cản lại vì sợ tóc đỏ sẽ lại đi chơi lang nhăng. Nhưng Eric đã mặc kệ và để tóc đỏ đi, Eric sau đó còn tự mình đi xuống tìm con khiến tóc vàng phải chạy theo. Tối đến, Công chúa đã tìm tới nhóm con để chào tạm biệt. Cô cảm ơn mọi người vì đã hỗ trợ suốt thời gian qua và Maria có hỏi là nếu công chúa cần giúp thì con sẽ hết lòng giúp cô, nhưng cô từ chối sự giúp đỡ từ con và rồi rời đi. Công chúa sau đó đã đến phòng của bộ trưởng và anh ta đã cho cô xem về bộ sưu tập thú bông của mình. Con lúc này thì không ngừng rung đùi vì lo lắng, nhưng đã quá muộn rồi, còn bộ trưởng lúc này thì chỉ muốn công chúa mặc những bộ đồ dễ thương mà anh ta đã chuẩn bị cho cô và bộ trưởng có vẻ vẫn còn khá trẻ con khi chỉ thích nói chuyện với công chúa thông qua con rối trên tay chứ không dùng giọng thật để nói. Con thì cứ làm ầm mãi lên vì liên tục lo lắng rằng bộ trưởng sẽ là một con người tệ hại, nhưng đó là lựa chọn của công chúa và cậu không có quyền xen vào. Con đã bắt đầu chấp nhận sự thật nhưng mấy ý nghĩ về tên bộ trưởng đó liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đã liên tục đập đầu vào tường để ngăn những ý nghĩ đen tối nhưng rồi đột nhiên công chúa trong kia đã bắt đầu tức giận và dựng ba cọng tóc lên khiến cả căn phòng phát nổ. Con đã chạy đến xem thì thấy bộ trưởng đang nằm chồng mông lên xin tha mạng. Người của bộ trưởng sau đó kéo đến và nghĩ là con định ám sát quan chức cấp cao. Thế là mọi người phải mang cả công chúa và mở đường cho con chạy. Eric lúc này đang ngồi bần thần bên hồ thì đột nhiên nhóm của con kéo đến và nhờ Eric xử lý hộ nơi này. Một cơn mưa tên bay đến và Eric đã kịp thời trốn ra sau cây. Eric sau đó gặp lại tóc vàng và tóc đen. Cả hai đã nghe những lời tâm sự thầm kín của Eric khiến anh ta xấu hổ mà chạy ra đánh nhau để quên đi nhưng khi bị gọi là đồng bọn của kẻ ám sát bộ trưởng thì eric đã biết bản thân lại bị con gài nhóm của con lúc này đã thoát và con đã hỏi tại sao công chúa lại đánh tên bộ trưởng cậu lấy ra một mớ lý do nhưng lý do sau cùng là vì một cọng lông mũi của bộ trưởng cứ lòng thòng khiến cô khó chịu nên mới đánh còn eric lúc này đang cắm mặt chạy và thề sẽ không tha cho con bộ trưởng thì cũng thề là sẽ trả thù công chúa bằng mọi giá trong lúc đó phe phản loạn thì cực kỳ hà hê khi biết việc công chúa và bộ trưởng đã sứt mẻ và giờ thì chiến tranh sẽ xảy ra Tóc xanh lúc này đã bị phát hiện và bị vài tên lính tinh nhuệ của phe phản loạn tìm được. Còn Eric thì đang bị đuối và phải trốn lên cây. Chó nghiệp vụ đã đuổi theo và tìm được nhóm Eric. Đột nhiên một luồng sáng đã dịch chuyển toàn bộ thành viên của nhóm Eric đi. Beth lúc này đã nghe tin thì đột nhiên bảo cả nhóm đừng sốc mà chuẩn bị tinh thần. Cả nhóm sau đó cũng bị dịch chuyển và con đột nhiên thấy bản thân đã về lại phòng. Cậu lại nghe được giọng nói của Anma và cô lại nhờ cậu giúp đỡ. Cậu vừa nhớ ra chuyện lúc trước thì đã tỉnh lại cậu gặp được Anma và biết cô là người nhờ cậu giúp đỡ. Cô đã nhờ cậu cứu lấy thế giới này và cậu hơi quan ngại vì việc đó khá nguy hiểm và có thể chết. Nhưng đổi lại thì cậu sẽ nhận được một ân huệ từ cô. Cậu hỏi tên cô thì cô chỉ nói là bí mật. Tuy nhiên cô không ép cậu tham gia mà cậu có trở về thế giới cũ nếu muốn. Có điều được gái sinh nhiều và khiến con đã do dự và đắn đo giữa việc có nên giúp hay không. Cậu gặp lại Pet và nó cho biết chính cô gái đây là người đã nhờ nó theo sát cả nhóm nhóm eric sau đó đã tỉnh lại và tóc đỏ lại bỏ nhiệm vụ để đi chơi nên bị ăn chửi cả nhóm eric sau đó đã đi cùng nhau và lên cùng maria lúc này cũng đang lên đường đột nhiên cả bọn đều tìm được đến căn phòng của alma cô cho eric biết cái tên alma này chỉ là bí danh còn tên thật của cô vẫn là bí ẩn cô sau đó đã cho cả nhóm biết về tộc người cổ xưa có khả năng điều khiển ma pháp từ đó họ xây nên những thành phố trên trời nhưng vì chiến tranh mà tất cả đã lụi tàn và giờ thì chiến tranh lại sắp một lần nữa xảy ra tóc xanh đã nghe hết việc từ tổ chức và biết tổ chức mà họ tham gia cũng chẳng tốt đẹp gì vì nó chính là phe kích động cuộc chiến eric lâu nay còn tưởng bản thân ở trong một tổ chức công lý anma cho hay là cô đã cố tạo ra một chiến binh cho một phe là eric và triệu hồi thêm một người nữa là con để ban sức mạnh cho cậu nhằm khiến cán cân sức mạnh giữa hai phe được cân bằng nhưng giờ chuyện đã đổ bể nên cô quyết định ban sức mạnh cho tất cả để họ chiến đấu và đòi lại hòa bình lý do eric được chọn là vì tố chất hơn người một chút Nghe vậy thì Eric rất sốc và con thì lại có cái để cười nhạo. Anma cũng cho biết luôn dưới đây là vũ khí ma pháp cô chuẩn bị để cho họ tùy chọn sử dụng. Con lúc này đã đưa ra quyết định của mình và khi được Anma dụ dỗ thì cậu vẫn sẽ quyết định ở lại đây. Quay lại dưới kia, ai nấy thấy vũ khí được đặt trong một cái hộp lớn và có một cái cần gạt. Thế là ai nấy ra sức lao đến để gạt cần, con thì ngồi trầm tư về việc bản thân có chắc chắn với lựa chọn không. Giờ về thì cậu sẽ sống nhưng sẽ mãi là một thằng trai tân còn ở lại thì có khả năng chết và cậu cũng ân hận vì hồi đó không học kiếm đạo với võ thuật cho đến nơi đến trốn ai nấy sau đó đã thử hết sức mà đều không làm lay chuyển được cần gạt công chúa đã dùng sức mạnh ma lực lẫn sức mạnh khi dựng cả một đống tóc lên thì vẫn chẳng ăn thua con nhận ra là bỏ tiền vào khe rồi gạt cần là được thế là sau đó công chúa đã tiêu một đống tiền để kiếm được vũ khí ưng ý còn đồ dư ra thì cho nhóm eric chọn nhóm eric sau đó bị gửi trả về đúng địa điểm mà họ đã được dịch chuyển đến Tóc xanh định nói cho Eric gì đó nhưng vẫn chưa kịp, lúc bị đưa về. Eric băn khoăn không biết bản thân nên chọn phe nào để chiến đấu. Còn con lúc này đã có câu trả lời chính đáng cho Anma, rằng cậu sẽ ở lại nên xin cô hãy biến cậu thành một người đàn ông, nhưng người giúp cậu là lên khiến cậu không vui lắm. Cô sau đó đã dịch chuyển cả nhóm quay về vị trí cũ và nếu cần gì thì cứ bảo Pet gọi cho cô. Cả nhóm hôm sau đã lên đường ra chiến trận nhưng lại phải cúi đầu né khỏi mưa bom bão đạn của địch, nên không ngờ hai phe đã điều động binh lực đông đến mức này. Con cho rằng họ phải sớm tìm tên bộ trưởng và giải thích rằng vụ việc tối đó là do phe phản loạn đã lén gài người gắn sợi lông mũi đó vào bộ trưởng để khiến tính ngứa mắt của công chúa nổi lên. Đột nhiên Maria sốc khi gặp lại anh trai trên chiến trường nên đã quyết định rút lui. Maria đã mất tinh thần chiến đấu nên giờ công chúa sẽ đứng ra cản người của đất nước cô lại, nhưng cô vừa ra cản lại thì anh trai công chúa cũng xuất hiện và cho rằng cô không nên cản đường vì cuộc chiến này là không thể tránh khỏi. Công chúa cũng mất tinh thần nốt buộc cả bọn lại phải rút lui lên lúc này đề ra kế hoạch là xử tên đầu não đã khơi mào ra việc này nhưng vừa ra trận thì họ đã bị bao vây và lên thì gặp lại đại ca của thế là lại phải rút lui con thấy ai cũng mất tinh thần nên bắt đầu la lối ai nấy giờ đây bắt đầu nói mấy lời tiếc nuối như thể sắp chết đến nơi nên con muốn họ im lặng và đừng nói gì cả đừng có bi quan ở đây nữa vì họ càng chậm trễ thì kế hoạch của bên phản loạn sẽ càng sớm thành công họ sau đó đã về một quán ăn để làm một bữa lấy sức để chuẩn bị ra chiến trận vì sau cùng thì phải có thực mới vực được đạo Họ sau đó đã quyết phải ngăn chặn chiến tranh và một cô bé khi nghe con nói điều đó thì đã bắt cậu phải hứa là phải ngăn chặn được. Con sau đó ra ngoài thì thấy mèo đen và nghĩ là vận xui của cậu đã bắt đầu, nhưng ở đây thì mèo đen và điềm lành. Còn việc con sau đó bị thứ gì đó dính vào tay thì mới là vận rủi. Cậu đã quẹt xuống đất thì nó lại là vận rủi nhân hai, theo lời lên thì năm xưa. Có một anh hùng vĩ đại đánh đầu thằng đó. Nhưng vì dính vận rủi như cậu vừa rồi mà người đó đã rơi vào bẫy của địch và để mất 800 người lính, về sau khi tìm hiểu thì người anh hùng đó mới tìm được cách giải, nhưng cậu không tin và ngay sau đó thì suýt bị một chậu cây rơi vào đầu. Cậu bắt đầu tin và hỏi anh hùng đó giải kiểu gì. Cụ thể là cần nước để rửa tay và người dội nước cho cậu phải là một người phụ nữ trong trắng. Và Maria thì không đáp ứng được điều đó, một mũi khoan lớn sau đó bay thẳng đến chỗ con. Cậu né được thì lại bị nhện độc bám vào lưng, cậu sau đó đã bị cắn và bất tỉnh còn eric lúc này đã gọi về cho tổ chức và khi nhận được câu trả lời án binh từ họ thì eric đã mất lòng tin vào tổ chức mà quyết định bỏ phe này đột nhiên tóc xanh bị thương trở về cậu ta mới bị đám robot thế hệ mới của tổ chức đánh hạ tuy đã diệt được vài con nhưng cậu ta cũng bị thương nặng và giờ đây là sắp chết nhưng đột nhiên tóc đỏ trở về và làm phép hồi phục để chữa lại lành lặn ai nấy hỏi tóc đỏ đi đâu tối giờ thì anh ta lừa là đi uống rượu nhưng tóc vàng biết việc anh ta vừa phải đi thương lượng tiền tru cấp cho con với vợ cũ vì vợ cũ của anh ta là bạn học của tóc vàng nên bản thân biết tóc đỏ thắc mắc là sao tóc vàng biết vợ anh ta trong khi vợ anh ta học ở trường nữ sinh tóc vàng giờ đây mới thú nhận việc bản thân là con gái nhưng ai nấy cũng biết cả rồi chỉ là do tóc vàng cố giấu nên họ cũng không nỡ vạch trần chỉ mỗi eric là không hề biết trước việc này và rồi sốc vì lâu nay bản thân đã lừa dối hôn thê mà gần gũi với một cô gái khác còn con lúc này đã tỉnh lại sau khi được an ma giải độc nhưng vận xui của cậu vẫn còn nên cậu đã phải tham gia nghi lễ mà mọi người đã làm cho cậu cụ thể là cậu sẽ bị công chúa thả và lu nước khổng lồ này lên sau đó đốt lửa và con sẽ phải đẩy cái lu lật lại và dập tắt lửa đi nhưng an ma thấy sắp hết thời gian nên đã đến bắn vỡ lu để giúp con cậu không hề biết việc này mà chỉ nghĩ là bản thân đã tự làm được con sau đó có hỏi an ma sao cô không điều khiển thành phố bay còn sói lại để tham gia trận chiến thì cô bó tay vì công nghệ ở đây quá kém để điều khiển cả thành phố con đã đưa tai nghe và điện thoại cho cô để cô kết hợp nó với vũ khí thánh. Biết đâu lại làm được gì đó có ích. Quân đội của nhà vua và bộ trưởng lúc này đã gặp nhau và chuẩn bị giao chiến. Còn nhóm của con lúc này đang chạy thục mạng đến để ngăn cản nhưng con thì hơi đuối sức nên không chạy nổi nữa. Đột nhiên cả nhóm bị đám chiến binh nhân tạo từ tổ chức phản động chặn đường. Tên chỉ huy đám này cũng lòi mặt ra và con không hiểu sao đám bên kia lại nhìn như lũ xác sống. Hắn đã kể ra cách tổ chức hắn biết đám này thanh những chiến binh vô cảm và máu lạnh ra sao nhưng con không để tâm lắm mà chỉ hỏi sao hắn cứ khúc khích trước khi nói nhưng hắn vẫn tiếp tục khúc khích và rồi ra lệnh cho đám lính nghiêm túc trở lại cậu cùng cả nhóm cũng nghiêm túc để chuẩn bị giao chiến lên đã lao lên trước còn maria và công chúa thì xả đạn từ phía sau mức độ hủy diệt của cả ba khiến con thấy bản thân chắc chả cần ra trận làm gì cho mệt nhưng sau một hồi đánh thì con nhận ra địch không hề muốn diệt cả nhóm mà chỉ cần cầm chân đến khi chiến tranh thực sự nổ ra nhưng địch thì vẫn chặn rất đông và ngay sau đó còn gọi thêm binh lực đến tiếp viện nhóm con bị đẩy lùi nhưng đúng lúc này thì hội của Eric tìm đến hỗ trợ. Cả nhóm đã quyết định tách khỏi tổ chức và sẽ hoạt động độc lập. Họ thành công phối hợp và tiêu diệt toàn bộ đám chiến binh nhân tạo và cả tên chỉ huy. Eric sau đó đến gặp con và cả hai bên sẽ lại tiếp tục đứng chung một chiến tuyến cho đến khi chiến tranh kết thúc. Con đã chấp nhận và liên tục đoán được lời của Eric khiến Eric có hơi ức chế. Họ sau đó đã lên xe và hướng thẳng đến chiến trường. Chiến trường lúc này thì quân lính hai phe đã bắt đầu xông lên và chiến đấu nhưng đột nhiên con đứng lên thông báo và yêu cầu cuộc chiến dừng lại do cậu và những người trên này đều là chiến binh của tộc người cổ xưa lựa chọn ai nấy không tin nên công chúa đã bắn hạ vài cái xe tăng để thị uy nhưng tên bộ trưởng chưa đủ thuyết phục nên con đã bảo an ma hành động an ma sau đó đã điều khiển để cho cả thành phố trên trời bay lên trên đầu quân lính hai phe ai nấy giờ đã tin nhóm con là người của tộc cổ xưa và là thánh thần nên quay đầu bỏ chạy vì biết chống lại thánh thần thì sẽ chết tên bộ trưởng bị quân lính bỏ lại một mình thì vô cùng cay cú Quân của nhà vua cũng định tràn lên nhưng họ cũng quay đầu bỏ chạy nốt. Kế hoạch bước đầu đã xong và giờ bên Eric dự định bắt cóc nhà vua và bộ trưởng và ép cả hai ký kết hiệp ước hòa bình. Bên tổ chức phản động lúc này nghe tin cuộc chiến đã thất bại và Eric thì đã phản bội. Nhưng chúng không hề nao núng vì giờ chúng mới kích hoạt vũ khí bí mật của tổ chức, đó là gọi trùng cuối của phim ra mặt. Nó là một con quỷ, nhưng chỉ là phần chiền vì phần dưới của nó là một con quái vật bông mềm. Nhưng lại rất khổng lồ, con gọi cho alma để nhờ cô làm gì đó nhưng ca này cô cũng bó tay con cho rằng giờ làm gì cũng vô dụng vì họ chẳng khác gì mấy con cháy so với con quái vật đó nhưng eric và mọi người thì vẫn lao lên nên con chỉ họ là nhắm vào chân của nó năm anh em siêu nhân bên kia và nhóm của công chúa sau đó đã cùng lao lên và hô to chiêu thức để làm gì á tất nhiên là để cho ngầu chứ làm gì con không hiểu sao ai cũng cứ thích màu mè như vậy để rồi hiệu quả gần như bằng không khi con quái vật đó không nhận chút sát thương nào con quái bắt đầu để ý đến họ và nó quay lại hòng dẫm bẹp cả nhóm dẫm hụt thì nó liền phun nước bọt để khiến nó chảy thành suối nhưng con lúc này đã biết bản thân phải làm gì cậu đã chuyển vũ khí thành loa và gọi con quái vật cậu hỏi nó đang làm cái quái gì mà cứ lặp đi lặp lại một từ là tên của nó bộ nó không biết nói chuyện hay gì bộ nó to xác mà não thì bé như quả nho hay gì bộ cứ để đám phản động kia ra lệnh cho nó như thú vật hay sao nếu đã mạnh thì tự đứng lên mà làm những gì nó muốn đi cậu liên tục ngắt lời nó và khiến nó phải xin lỗi. Nó đã hỏi cậu là nó cần làm gì để chuộc lỗi thì cậu sau đó đã thuần phục nó và bắt đầu dẫn nó đi thực hiện kế hoạch của bản thân. Anma xuất hiện và cô cho biết con có chỉ số thích ứng với ma lực rất cao. Cô đã kỳ vọng cậu sẽ thành một chiến binh khi đến đây nhưng cậu lại đa phần giải quyết được hết mọi vấn đề chỉ bằng lời lẽ của bản thân. Công chúa biết thừa là Anma cũng đang bất ngờ với khả năng của con, con sau đó đã đi bắt lấy xe của bộ trưởng và cả xe của nhà vua rồi mang họ trở về chỗ cả nhóm. Và thế là hiệp ước hòa bình đã sớm được thiết lập, trong lúc đó, đầu não của đám phản động đang bắt đầu bỏ chạy, nhưng Eric và đội của anh ta đã có mặt để xử lý và bắt gọn một ổ. Nhà vua sau đó đã tổ chức ăn mừng việc mọi sóng gió đã trôi qua, lễ truyền ngôi cũng sớm được tổ chức, tên đầu sỏ thì phải đeo gông suốt đời. Đám chiến binh nhân tạo thì bị mang ra làm dụng còn con quái vật lông xù thì được con chỉ cho ra đảo sống. Nhưng sau cùng thì nhóm của con và Eric vẫn phải tham gia chiến đấu một trận cuối nhóm của con đã lao lên hỗ trợ cậu thì bị nhóm của eric cản lại con đã ném pet vào eric thì tóc vàng đã đứng ra chặn để con và eric có thể một đấu một nhưng kỹ thuật của eric vẫn là hơn và giờ eric đã tự tin bản thân có thể trả thù được cho hai đứa nhỏ của mình nhưng maria đã cản lại vì maria đã biết việc eric mất hai đứa nhỏ bên dưới ai nấy giờ mới nghe sự thật thì rất sốc nhưng maria đã quyết định vứt bỏ giới tính cũ hoàn toàn bằng cách trao đi hai đứa nhỏ của mình cho eric Eric cho rằng việc cấy ghép là không thể nhưng Anma bảo là cô làm được việc đó. Ai nấy thắc mắc việc Anma nghiên cứu nó làm gì nhưng chắc lý do thì họ sẽ không bao giờ hiểu được. Anma sau đó đã chuyển giao hai viên ngọc từ Maria sang cho Eric. Maria giờ đây đã dễ chịu hơn hẳn còn Eric thì đã có thể cưới hôn thê của mình. Con thấy cả hai bên giờ không cần đánh nhau nữa nhưng Eric muốn con lo mà trân trọng cái mạng được Maria vớt lại. Cậu cũng cho rằng giờ bản thân không phải là một tên trai tân nữa vì cậu sắp được hút Anma. Cô đã bảo cậu buông ra lúc này vì cô sẽ đến phòng riêng của cậu sau. Nhưng khi cậu vừa buông thì cô đã ngay lập tức suy nghĩ đến việc thất hứa, con giờ đây biết bản thân sẽ trở về nên tạm biệt mọi người. An Ma đã trả cậu về nhưng công chúa muốn cậu quay lại để họ tạm biệt nốt cho xong. Cậu bị đưa quay lại lần nữa và công chúa đã đến đấm cậu vì cậu dám bỏ đi như vậy. Cậu bảo công chúa đừng lo vì cậu sẽ gặp lại cô bé khi cô bé đủ 18 tuổi, thế là cậu ăn thêm một tát. Nhưng cậu vẫn đi đến và bảo cô hãy dáng trở thành một công chúa tốt, còn lên và Maria cùng với Pet thì dáng bảo vệ công chúa cho tốt, và nhóm Eric thì hãy bảo vệ thế giới này thay cậu. Con sau đó đã trở về và tỉnh lại ở trong phòng. Cậu nghĩ bản thân mới té ghế bất tỉnh nhưng lời xin lỗi vì thất hứa của Anma ở trên màn hình và cảm giác đau rát từ cái tác của công chúa thì là thật nên cậu biết bản thân không hề mơ. Cậu sau đó đã cất lại mớ game và quyết định ra ngoài chạm cỏ và phim đến đây cũng là kết thúc.